hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 901, đi đến Điện Diêm Vương làm trò cười. Lãnh băng băng cuối cùng cũng không thể hung ác hạ quyết tâm cắn Hạ Thiên, nàng phải trả một cái giá lớn là bị hắn hôn vài phút, hơn nữa hai bàn tay không thành thật cũng thỏ vào trong áo cảnh sát mà sờn loạn. Điều này làm nàng khẳng định mỗi lần đi với hắn đều phải chịu thiệt thòi lớn, hầu như đều là như vậy. Vài phút sau Hạ Thiên buông lỏng lãnh băng băng, sau đó hắn lại bế ngang nàng lên, điều này làm nàng bị dọa cho nhảy dựng này cậu làm gì đấy mau buông ra lãnh băng băng vội vàng nói cảnh sát tỉ tỉ chúng ta về nhà hạ thiên ra vẻ đương nhiên dù sao bây giờ chị cũng không có gì làm bây giờ về nhà tôi cho chị làm vợ chuyên trách tôi đã nói sẽ làm vậy sao lãnh băng băng tức giận nói cậu thả tôi xuống đừng làm loạn nếu tiếp tục tôi sẽ giận cảnh sát tỉ tỉ tôi nào có làm loạn Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Tôi chỉ nghĩ ban thưởng cho chị thế nào khi về nhà thôi. Hạ Thiên tuy tỏ ra rất vô tội nhưng vẫn đặt lãnh băng băng xuống, nửa giờ trước hắn còn nói qua điện thoại sẽ không làm nàng tức giận, bây giờ sao lại để cho nàng tức giận. Lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, về nhà ban thưởng cái gì? Người này nếu về nhà sợ rằng sẽ làm chuyện quá phận. Cảnh sát tỉ tỉ, vừa rồi chị điện thoại nói sẽ làm vợ chuyên trách của tôi, chị không phải đã đổi ý rồi đấy chứ hạ thiên có chút buồn bực cảnh sát tỷ tỷ này sao lại đổi ý như vậy một chuyện quan trọng như thế sao có thể để nàng đổi ý lãnh băng băng rất tức giận tôi nói làm vợ chuyên trách của cậu khi nào tôi chỉ nói cùng lắm là không làm gì nữa đúng vậy chính là cảnh sát tỷ tỷ không làm gì nữa như vậy chẳng phải muốn làm vợ chuyên trách cho tôi sao hạ thiên cảm thấy hai điều này không khác gì nhau tôi không làm còn có thể làm chuyện khác lãnh băng băng tức giận nói Audio điện tử võ tấn bền. Hạ Thiên lập tức có chút buồn bực. Cảnh sát tỷ tỷ, chị không làm việc thì còn làm gì nữa? Chị không làm việc thì có thể làm vợ chuyên trách cho tôi. Tôi sẽ tìm được việc để làm. Lãnh băng băng tức giận nói, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngoài cảnh sát thì nàng có thể làm gì. Cũng chẳng phải nàng không làm được gì khác, nhưng vấn đề là nàng thật sự không có hứng, sợ rằng đến khi đó nàng chỉ còn nước làm vợ chuyên trách cho Lưu Manh nhưng lưu manh chết tiệt này có quá nhiều vợ ở bên ngoài, dù nàng thật sự làm vợ chuyên trách của hắn, sợ rằng hắn không thể nào làm chồng chuyên trách của nàng. Như vậy sợ rằng thời gian sau này nàng chỉ biết ngồi mỏi mòn trời đợi hắn từ bên cạnh người phụ nữ khác quay về với mình. Trong lòng lãnh băng băng không khỏi cảm thấy khó chịu, vì nàng biết đây không phải là thời gian nàng muốn, nàng thích đặt hết tinh lực lên công tác, sau đó ngẫu nhiên gặp mặt lưu manh này. Như vậy sẽ làm nàng sinh ra một ảo giác, đó là dù thế nào, khi nàng nghĩ đến hắn, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh nàng như bây giờ, như một người chồng chuyên trách. Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị lại có vẻ không vui vậy nhỉ? Hạ thiên lúc này nhìn chằm chằm vào lãnh băng băng, hắn buồn bực hỏi. Chị ở cùng tôi phải vui vẻ mới đúng chứ? Sao cậu biết tôi không vui? Lãnh băng băng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Tất nhiên là biết, cảnh sát tỷ tỷ là vợ tôi, tâm tình của chị không tốt thì tôi sẽ biết, nhưng vì sao chị lại không vui hạ thiên có chút khó hiểu chẳng lẽ là trước kia tôi không ở cùng chị nhưng không sao sau này tôi sẽ ở cùng chị không liên quan đến cậu lãnh băng băng nhìn hạ thiên ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn lưu manh này tuy nhiều khi làm nàng cực kỳ tức giận nhưng hắn vẫn rất tốt với nàng chỉ cần tâm tình của nàng biến đổi hắn thông qua quan sát mà có thể thấy được nàng cảm thấy chỉ khi hắn thật sự quan tâm mới biết được Cảnh sát tỷ tỷ, ai làm cho chị không vui? Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ đi đánh hắn. Hạ Thiên có chút bất mãn, ai dám làm cho cảnh sát tỷ tỷ mất vui, hắn cần phải cho tên kia xuống diễn hề ở điện Diêm Vương. Không ai cả, chẳng qua tôi rất thích công tác này, bây giờ lại đột nhiên nghỉ việc, cảm thấy không thích ứng. Âm thanh của Lãnh Băng Băng chợt trở, trở nên dịu dàng khó có được. Được rồi, trước tiên cậu đừng hỏi vấn đề này nữa, tôi phải gọi điện thoại lãnh băng băng cầm lấy điện thoại trên bàn công tác nàng bấm số của cục trưởng cục công an thành phố giang hải bị trí mẫn cục trưởng bì là tôi lãnh băng băng giọng điệu của lãnh băng băng rất bình tĩnh khoảnh khắc này nàng quyết tâm từ chức vì nàng biết rõ mình thật sự không thể bắt sở giao về được lãnh băng băng cô bắt được sở giao rồi sao bì trí mẫn ở bên kia dùng giọng điệu kẻ cả nói cục trưởng bì tôi muốn nói cho ông biết tôi quyết định từ chức còn vụ án kia Phiền ông chuyển cho người khác, tôi sẽ nhanh chóng chuyển giao hồ sơ." Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. "Kính xin cục trưởng bì nhanh chóng chỉ định người phụ trách vụ án." Bị trí mẫn ở đầu dây bên kia chợt ngây người, sau đó hắn nổi giận. "Lãnh Băng Băng, cô có ý gì? Cô khiêu chiến với tôi sao?" Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã bực bội, thằng ngu nào dám hô to gọi nhỏ với vợ hắn trong điện thoại. "Cảnh sát tỷ tỷ, thằng ngu nào vậy?" sao dám nói với chị như thế hạ thiên mất hứng hỏi cậu đừng nói gì cả lãnh băng băng vội vàng che ống nghe sau đó khẽ nói với hạ thiên sau đó lãnh băng băng tiếp tục nói vào điện thoại cục trưởng bì tôi không cách nào đảm nhiệm vụ án này dựa theo yêu cầu của ông tôi xin từ chức nhưng bì trí mẫn ở bên kia lại cực kỳ phẫn nộ lãnh băng băng cô mới nói chuyện với ai là ai mắng tôi tôi nói cho cô biết đừng tưởng có chút danh tiếng là giỏi này thằng ngu cầm mồm ngay hạ thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa hắn cướp điện thoại rồi nói đừng gào lên với vợ tôi nếu không tôi sẽ xử lý ông ngay lập tức mày muốn xử lý tao đúng là buồn cười bi trí mẫn giận quá hóa cười tao cũng muốn xem mày xử lý tao thế nào thằng ngu chỉ cần nói ra địa chỉ tôi sẽ cho ông biết hạ thiên tức giận nói rất tốt tao đang ở phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố, tao muốn xem mày xử lý tao thế nào. Bì trí mẫn cười lạnh. Thuận tiện cũng muốn mày chuyển cáo cho lãnh băng băng, tao tiếp nhận đơn từ chức, vì cô ta căn bản không xứng là cảnh sát. Thằng ngu, chờ đấy, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn lãnh băng băng. Cảnh sát tỉ tỉ, chị cứ ở đây chờ, tôi đi một chút sẽ quay lại. Này, cậu! Lãnh băng băng muốn nói gì đó, đáng tiếc vừa mở miệng thì thấy hạ thiên biến mất biệt. chương 902, nhất định phải kiên quyết diệt trừ. Hạ thiên chạy ra phân cục quận đông, hắn chạy về phía cục công an thành phố. Tên cục trưởng bị ngu ngốc kia dám lớn tiếng với cảnh sát tỉ tỉ trong điện thoại, điều này làm hắn rất mất hứng, vì vậy hắn muốn xử lý đối phương, muốn cho tên ngốc cục trưởng bị biết rõ, không thể mở mồm như vậy với vợ của hạ thiên hắn. Không thể nghi ngờ cục công an thành phố chính là một địa điểm khá quen thuộc của Hạ Thiên, trước đó lãnh băng băng còn làm ở cục công an thành phố thì Hạ Thiên đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Còn phòng làm việc của cục trưởng, tuy hắn rất ít khi đi đến chỗ này nhưng cũng biết nó nằm ở đâu, vì thế mà hắn chạy đi không dừng lại, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của cục trưởng. Cuối cùng hắn thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 trong phòng. Người đàn ông này có gương mặt vuông vức, cao lớn khôi ngô, nhìn có vẻ rất uy nghiêm nhưng lúc này lọt vào mắt hạ thiên lại có bộ dạng cần ăn đòn này chú có phải là thằng cục trưởng bì lúc này vừa lớn tiếng với vợ anh không hạ thiên hỏi người đàn ông trung niên tôi là bì trí mẫn người đàn ông trung niên phát hiện ra hạ thiên thì quát lên nghiêm nghị anh là ai ai cho anh vào đây người đàn ông trung niên này chính là bì trí mẫn vừa đến nhận chức ở cục công an thành phố giang hải chưa lâu hắn mới đến và muốn làm chút chuyện nào ngờ lại đụng phải vụ án cảnh sát bị giết, sau đó phạm nhân lại bị cướp ra từ trong trại tạm giam, điều này làm hắn rất căm tức. Đầu tiên là hắn điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Quận Đông, yêu cầu Cục trưởng phân cục đốc xúc lãnh băng băng bắt người. Nhưng sau khi lãnh băng băng đến nhận chức ở phân cục Quận Đông thì Cục trưởng đã trở thành cá cảnh, căn bản không thể nói chuyện cùng lãnh băng băng. Vì vậy đến hôm nay bị trí mẫn vẫn chưa thấy lãnh băng băng bắt được sở giao, hắn điện thoại trực tiếp cho lãnh băng băng, hơn nữa còn ra tối hậu thư, nếu không bắt người thì từ chức. Nhưng bị trí mẫn không ngờ lãnh băng băng tình nguyện từ chức mà không bắt người, đồng thời còn làm cho một người đàn ông khác mắng mình trong điện thoại, đúng là quá bức bối. Bị trí mẫn thấy hạ thiên, nhưng hắn căn bản sẽ không ngờ người này chính là kẻ đã tuyên bố xử lý hắn trong điện thoại vừa rồi. Vì hắn mới cúp điện thoại vài phút, dựa theo lẽ thường thì người vừa rồi phải ít nhất cũng mất hơn 10 phút mới đến, không thể nào đến nhanh như vậy quả nhiên là tên ngốc này. Hạ Thiên lúc này đã xác nhận bì trí mẫn thông qua giọng nói. Anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên Hạ đệ nhất Thiên, anh đến đây nói cho chú biết, đừng lớn tiếng với vợ cảnh sát tỷ tỷ của anh, đồng thời cũng tiện tay xử lý chú. Hai chữ xử lý vừa được nói ra thì Hạ Thiên đã tung đá, bì trí mẫn còn chưa kịp phản ứng thì cam thấy bụng dưới đau nhói, sau đó cơ thể bay lên không đập mạnh vào tường, cuối cùng chảy xuống đất cơn đau dữ dội làm cho gương mặt bì trí mẫn méo mó nhưng hắn đơn giản không lên tiếng hắn cắn răng từ dưới đất bò lên rồi trừng mắt nhìn hạ thiên hắn quát lên nghiêm nghị mày đúng là vô pháp vô thiên sẽ phải trả giá lớn thằng ngu hạ thiên cực kỳ khinh thường hắn tiến lên tung một cước đạp bì trí mẫn ngã xuống chú sẽ phải trả một cái giá đắt anh sẽ xử lý chú hạ thiên sao đúng lúc này ngoài cửa phòng làm việc chợt vang lên một âm thanh kinh ngạc là anh sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy Hoàng An Bình đang đứng ngoài cửa. Đợi tôi xử lý xong thằng ngu này sẽ nói chuyện với anh sau. Cái gì? Hoàng An Bình chợt kinh hoàng, sau đó hắn vội vàng hô lên một câu. Chờ chút, Hạ Thiên, chuyện gì cũng từ từ, đừng ra tay. Tôi không ra tay, tôi ra chân. Hạ Thiên tỏ ra rất vô tội, hắn giơ chân lên chuẩn bị dẫm xuống. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng hô lớn dừng tay hạ thiên nghe được âm thanh này mà thu chân trở về đúng lúc này trong phòng làm việc chợt xuất hiện một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp khiêu gợi đúng là lãnh băng băng lãnh băng băng hít thở có chút rồn rập gương mặt việt mỹ hơi đỏ trước ngực phập phồng nàng cũng giống như hạ thiên cũng chạy đến đây lúc này nàng phát huy tốc độ cực hạn của mình rõ ràng chỉ chậm hơn hạ thiên vài phút vợ cảnh sát tỷ tỷ sao chị lại ở đây tôi không bảo chị chờ sao tôi xử lý tên ngốc này sẽ trở về tìm chị. Hạ Thiên Kỳ quái hỏi. Thôi bỏ, đừng náo loạn, chúng ta về nhà. Lãnh băng băng hít thở có chút giảm bớt, nàng chủ động đến khoác tay Hạ Thiên muốn kéo đi, nàng cũng không muốn hắn đánh chết cục trưởng cục công an thành phố. Cảnh sát tỉ tỉ, sao lại bỏ qua, thằng ngu này dám lớn tiếng với chị trong điện thoại. Hạ Thiên có chút không cam lòng. Được rồi, tôi bảo cậu về, cậu có phải muốn tôi giận mới thỏa mãn phải không? Lãnh băng băng tức giận hỏi. Một chiêu này của lãnh băng băng khá hiệu quả, dù Hạ Thiên có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn theo lãnh băng băng bỏ đi, nhưng trước khi đi hắn còn nói với ra một câu với bỉ trí mẫn. Hôm nay coi như chú gặp may, anh chỉ đánh chú một trận, nếu sau này còn nói lung tung với vợ anh, anh sẽ xử lý chú ngay lập tức. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi theo lãnh băng băng rời khỏi phòng làm việc của bỉ trí mẫn, mà bỉ trí mẫn cũng khó khăn bỏ lên, một tay chống bàn, vẻ mặt cực kỳ âm trầm cục trưởng bì anh không sao chứ hoàng an bình cũng không bỏ đi hắn ân cần hỏi một câu không có gì bì trí mẫn nhìn hoàng an bình sau đó hắn cắn răng nói người vừa rồi là hạ thiên sao đúng vậy cục trưởng bì chính là hạ thiên hoàng an bình khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ xem ra cục trưởng bì cũng biết hạ thiên như vậy sao lại ngốc nghếch xung đột với hắn đây không phải tự tìm phiền toái sao Thực tế dù Bì Chí Mẫn cướp vị trí cục trưởng của cha Hoàng An Bình, nhưng ấn tượng của Hoàng An Bình với Bì Chí Mẫn là không tệ, hắn đã xem qua nhiều tin tức của Bì Chí Mẫn trên mạng. Trước kia người này là anh hùng đẹp tội phạm ở các thành phố khác, vì vậy Hoàng An Bình khá kính nể đối phương. Đúng là kiêu ngạo coi trời bằng vung. Bì Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng. Dám đến tận đây đánh tôi, còn uy hiếp tôi, thế lực như vậy phải diệt trừ. Hoàng An Bình nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ vì anh hùng đánh đuổi tội phạm này đến giang hải để xóa bỏ thế lực của Hạ Thiên? Chương 903, tôi từ chức. Hoàng An Bình chợt sững sờ, bì trí mẫn lại nói: "Tiểu Hoàng, vụ án sở giao giết chết một cảnh sát bây giờ do cục công an thành phố chúng ta tiếp nhận, tôi chuẩn bị giao cho cậu, không có vấn đề gì chứ?" "Điều này, cục trưởng bì, vụ án này không phải đã giao cho cục công an quận Đông sao?" hoàng an bình chợt sững sờ hắn không nhịn được phải nói một câu lãnh băng băng đã từ chức vẻ mặt bì trí mẫn cực kỳ âm trầm thân là phó cục trưởng quản lý hình sự cô ta lại có quan hệ thân mật với kẻ đứng đầu thế lực đen là hạ thiên từ chức cũng đúng còn nàng có tham gia phạm tội hay không chờ tôi tìm được chứng cứ rồi nói sau hoàng an bình chợt buồn bực vị cục trưởng cục công an này sao lại nhận định hạ thiên là đầu sỏ thế lực đen người ta có quan hệ với sở giao là không sai nhưng người này dù nhìn thế nào cũng không phải là thế lực đen cục trưởng bì có phải anh có hiểu lầm gì đó với hạ thiên không hoàng an bình không nhịn được nói tuy cậu ta không tính là người tốt nhưng cũng không phải quá xấu à tất nhiên những gì vừa làm vừa rồi có hơi quá tiểu hoàng hạ thiên là ai tôi đã sớm nghe qua hắn là kẻ đứng đầu thế lực hắc ám ở giang hải sở giao phụ trách tổ chức hắc đạo lớn nhất giang hải đây cũng là người tình của hắn ngay cả cục công an quận Đông cũng bị hủ hóa, những phần tử với nguy cơ quá lớn như vậy, nếu chúng ta không kiên quyết diệt trừ, như vậy vấn đề an toàn của nhân dân sẽ không được bảo đảm. Bị trí mẫn có vẻ rất phẫn nộ. Sở giao dám công khai giết chết một cảnh sát, Hạ Thiên cũng dám đánh cả cục trưởng cục công an, loại người này quá kiêu ngạo oi. Bị trí mẫn không đợi Hoàng An Bình mở miệng mà vung tay lên. Bây giờ anh đưa người đi bắt sở giao quay về, nếu hạ thiên dám cản thì bắn chết tại chỗ cho tôi bì trí mẫn quả thật cực kỳ phẫn nộ hắn đường đường là cục trưởng cục công an thành phố rõ ràng người này dám xông vào phòng làm việc để đánh mình đây rõ ràng nhục nhã quá lớn nhưng hạ thiên đến nhanh đi mau hắn còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cùng lãnh băng băng bỏ đi cũng vì vậy mà hắn quyết định dùng thủ đoạn cứng rắn để đập kích phần từ hắc ám kiêu ngạo như hạ thiên cục trưởng bì anh thật sự đã hiểu rõ về hạ thiên chưa Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi một câu, muốn bắn chết Hạ Thiên sao? Chưa nói đến vấn đề công an thành phố Giang Hải không ai dám nổ súng, mà dù có người dám cũng vô dụng, với năng lực nghịch thiên của Hạ Thiên, có thể làm gì được? Tôi không hiểu còn nói với cậu sao? Bị trí mẫn cuối cùng cũng phát hỏa. Bây giờ tôi cho cậu đi bắt người, cậu đi bắt người là được, nếu không làm được thì từ chức theo lãnh băng băng. Thành phố Giang Hải có nhiều cảnh sát, dù thiếu ai cũng phải đả kích tội phạm. Cục trưởng Bì, như vậy tôi xin từ chức. Hoàng An Bình cũng nổi giận, vốn hắn rất bội phục Bì trí mẫn, vì vậy muốn nhắc nhở, không ngờ người này quá cứng đầu, không những không nghe mà còn nổi giận, điều này làm hắn bực bội. Nếu Bì trí mẫn đã thích thì tự đi mà làm, Hoàng An Bình hắn cũng không ngu, không lao đầu vào làm những chuyện ngu dốt thế này. Hoàng An Bình xoay người bỏ đi, Bì trí mẫn chợt sướng sờ, thật ra hắn chỉ nói nhảm mà thôi, dù là trước đó nói với Lãnh Băng Băng hay Hoàng An Bình bây giờ cũng là như vậy, thật ra chỉ muốn tạo áp lực mà không muốn ai từ chức. Trước. trước kia ở những thành phố khác hắn cũng thường dùng chiêu này, mỗi lần như vậy đều có hiệu quả rất tốt, mỗi lần như vậy cảnh sát thủ hạ đều chăm chú đi xử lý án. Nhưng hắn không ngờ hôm nay đến thành phố Giang Hải thì chiêu thức kia của mình hoàn toàn không có tác dụng, đầu tiên là Lãnh Băng Băng từ chức, bây giờ Hoàng An Bình cũng từ chức, đây là điều không hợp với lẽ thường. Tiểu Hoàng, chờ chút. Vị trí mẫn nhanh chóng phản ứng, hắn vội vàng gọi giật Hoàng An Bình trở lại. Tuy bây giờ hắn rất tức giận nhưng cũng không ngốc, những biểu hiện của Lãnh Băng Băng trước đó có chút khác thường, nhưng khi hắn thấy được quan hệ thân mật giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, như vậy Lãnh Băng Băng từ chức cũng hợp lý. Nhưng Hoàng An Bình cũng đề xuất từ chức, điều này làm hắn cảm thấy khó thể hiểu, vì từ khi hắn được điều đến đây công tác thì Hoàng An Bình luôn giúp đỡ. Căn cứ vào hồ sơ thì Hoàng An Bình dù là con của cục trưởng tiền nhiệm nhưng là một cảnh sát tốt điều này làm bì trí mẫn cảm thấy rất đáng quý vì vậy hắn coi trọng hoàng an bình định ủy thác trách nhiệm với đối phương cục trưởng bì tôi biết rõ những hành động của hạ thiên vừa rồi làm cho anh sinh ra hiểu lầm nhưng tôi hy vọng anh nên hiểu cậu ấy cậu ấy cũng không phải là loại người trong tưởng tượng của anh hoàng an bình ngừng lại hắn xoay người nhìn bì trí mẫn mặt khác vụ án sở giao giết chết cảnh sát bên trong còn có vấn đề sở giao không phải đứa ngốc nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ chẳng ra tay giết một cảnh sát trước mặt bao người. Theo tôi biết thì dù Hạ Thiên cưỡng chế đưa sở giao đi nhưng cậu ta có quyền hạn như vậy, chỉ là không đúng trình tự mà thôi. Sở giao là người phụ trách tổ chức hắc đạo lớn nhất Giang Hải, cô ta là tình nhân của Hạ Thiên, điều này không sai chứ. Bì Chí Mẫn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nhưng tứ hải bang trước kia hung tàn nhất thành phố Giang Hải cũng bị một tay Hạ Thiên hủy diệt, dù sở ra cũng là hắc đạo nhưng làm việc rất có quy củ. Hoàng An Bình trả lời. Mặt khác Hạ Thiên và Sở Gia không có nhiều quan hệ, cậu ta chỉ yêu thích Sở Giao mà thôi. Hoàng An Bình dừng lại một chút rồi nói thêm. Thái Bằng Trình đứng đầu tổ chức buôn thuốc phiện lớn nhất tỉnh Bình Hải cũng bị Hạ Thiên bắt lại, lúc đó tổ chức của Thái Bằng Trình cũng bị Hạ Thiên tiêu hủy. Còn nữa, quan tham kỳ nam của tỉnh Bình Hải cũng bị Hạ Thiên vặn ngã, nếu cục trưởng bị biết rõ thì nên hiểu, Hạ Thiên không phải như những gì anh nghĩ. Thái Bằng Trình bị Hạ Thiên bắt sao? Vị trí mẫn cực kỳ kinh ngạc, vụ án Thái Bằng Trình rất lớn, tất nhiên hắn biết đến điều này, nhưng vụ này có liên quan đến Hạ Thiên, hắn thật sự không biết. Thái Bằng Trình đã trốn rất nhiều lần, Hạ Thiên bắt trở lại, tổ chuyên án của bộ công an cũng thẩm vấn Thái Bằng Trình nhiều ngày nhưng không moi được tin tức nào, mãi đến khi Hạ Thiên quay về thì Thái Bằng Trình mới mở miệng. Hoàng An Bình nói đến sự việc này thì cực kỳ bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên thật sự thường xuyên đánh người nhưng rất ít khi hắn chủ động với người khác. Cục trưởng Bì, tôi không biết ai nói với anh Hạ Thiên là đầu lĩnh thế lực hắc ám, nhưng tôi cảm thấy người này chỉ sợ muốn anh xung đột với Hạ Thiên, sợ rằng muốn mượn giao giết người. Vẻ mặt Bì trí mẫn trở trở nên âm trầm, trước nay hắn có đọc qua tư liệu về Hạ Thiên, nhưng những thứ đó hoàn toàn khác biệt với những gì Hoàng An Bình nói. Hắn đột nhiên ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Trường 904 cùng cảnh sát tỷ tỷ đi dạo phố, người bị trí mẫn kính nể nhất chính là một anh hùng nổi tiếng đánh đuổi thế lực hắn ám ở thành phố sơn thành dưới ảnh hưởng của người kia bị trí mẫn cũng tạo nên một cơn cuồng phong đánh đuổi tội phạm ở một thành phố duyên hải dù cơn cuồng phong đó không thể so sánh với những gì xảy ra ở thành phố sơn thành nhưng bị trí mẫn cũng được nhiều người gọi là anh hùng vì vậy hắn cũng nhất quyết kiên trì đánh đuổi tội phạm ở thành phố kia nhưng đúng vào thời điểm đó hắn nhận được điều lệnh đến thành phố giang hải đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ khi hắn nói chuyện với cấp trên thì phát hiện thành phố Giang Hải này tràn đầy thế lực đen, vấn đề an toàn của nhân dân không được đảm bảo, vì vậy mới cần một anh hùng như hắn đến thay đổi bầu không khí. Trước đó không lâu khi nhận được công văn điều động thì bì trí mẫn thật sự rất vui, hắn cho rằng mình vì thành thích đánh đuổi tội phạm mà được cấp trên thừa nhận. Trước khi đến Giang Hải cũng có người đưa cho hắn nhiều tài liệu, trong đó có tài liệu về một đại ca hắc đạo tội ác tài trời, là Hạ Thiên hắn là một quan viên có quyền sinh sát ở thành phố giang hải vì vậy hắn xem hạ thiên là mục tiêu cần đạp đổ sau khi đến giang hải thì bì trí mẫn cũng điều tra về hạ thiên nhưng hắn không có thu hoạch gì mãi đến hôm nay hắn mới chính thức xung đột với hạ thiên mà sự kiêu nghẹ oi của hạ thiên và mối quan hệ với lãnh băng băng làm bì trí mẫn cho rằng những tài liệu trước đó mình được xem là không sai hạ thiên là một tên khốn tội ác tài trời nhưng những lời nói của hoàng an bình đã chính thức làm bì trí mẫn ý thức được sự việc không đơn giản như mình nghĩ vì những gì hoàng an bình nói ra đều rất mới mẻ với bì trí mẫn nếu hoàng an bình không nói dối như vậy hắn bị điều đến đây là một âm mưu sao bì trí mẫn bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đó hắn cũng biết ở thành phố trước đó có khá nhiều người bất mãn với mình chẳng lẽ thật sự như lời nói của hoàng an bình hắn bị điều đến đây là mượn dao giết người tiểu hoàng cậu đã nói Hạ Thiên có quyền hạn đưa người từ trại giam ra sao? Bì Chí Mẫn nhớ đến một vấn đề, hắn vội vàng hỏi thăm. Bì Chí Mẫn tuy rất phẫn nộ nhưng không ngốc, tuy hắn không có chút hảo cảm gì với Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ chui đầu vào kế của người khác. Điều này, Cục trưởng Bì, thật ra tôi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng cậu ấy thật sự có quyền hạn như vậy. Trước đó cậu ta còn cưỡng chế mang thái bằng trình ra ngoài thẩm vấn từ trong tay tổ chuyên án của bộ công an, tôi nghe nói khi đó có một vị trưởng phòng của bộ công an đã xem qua giấy chứng nhận của Hạ Thiên, xác nhận Hạ Thiên có quyền hạn. Hoàng An Bình trả lời, hắn thật ra cũng không biết rõ ràng sự kiện này, nhưng cũng nghe được khá nhiều tin đồn, còn tin đồn có thần thánh hóa hay không, hắn khó thể xác nhận. Thế này nhé, Tiểu Hoàng, cậu đi xác nhận xem Hạ Thiên thật sự có quyền hạn trên phương diện đó không? mặt khác cũng tìm cho tôi một bộ hồ sơ về hạ thiên bì trí mẫn trầm ngâm rồi nói cục trưởng bì tôi sẽ hỏi hạ thiên xem có thể chứng minh quyền hạn tương quan đó hay không nhưng về phần hồ sơ của cậu ấy chỉ sợ tôi không thể tìm ra cho anh vì theo tôi được biết thì tất cả tư liệu về cậu ấy đã bị mã hóa khó thể tìm ra những chuyện về cậu ấy hoàng an bình suy nghĩ rồi nói à nếu không thì thế này chút nữa chúng ta đi dùng cơm cậu nói chuyện về hắn cho tôi nhé bì Chí mẫn lại đưa ra một lời đề nghị vậy cũng được cục trưởng bì bây giờ tôi sẽ liên lạc với hạ thiên hoàng an bình sảng khoái đồng ý lúc này dù là hắn hay bì trí mẫn đều không nhắc đến chuyện từ trước hạ thiên và lãnh băng băng lúc này đang tay trong tay trên đường cái bọn họ đi rất chậm nhìn qua không khác gì tình nhân dạo phố mà thực tế thì bọn họ cũng là một cặp tình nhân đi dạo phố sau khi rời khỏi cục công an thành phố thì lãnh băng băng cũng không nổi giận với hạ thiên chỉ để cho Hạ Thiên và mình cùng đi dạo. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không từ chối yêu cầu của nàng, hắn không thích dạo phố, nhưng thích cùng đi dạo với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào trang phục cảnh sát của lãnh băng băng, hắn đột nhiên cảm thấy bức bối, sau này cảnh sát tỷ tỷ sẽ không làm cảnh sát, như vậy hắn còn gọi nàng là cảnh sát tỷ tỷ sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào lãnh băng băng, cũng có không ít người đi đường nhìn chằm chằm vào lãnh băng băng. Đúng là không có biện pháp, Lãnh băng băng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành tiêu điểm. Quả nhiên có tiền thì có mỹ nữ. Một vài tên đàn ông thầm nghĩ, đối với bọn họ thì Hạ Thiên là loại không quá xấu nhưng chẳng tính là đẹp mà lại tán đổ một cảnh sát tuyệt vời như Lãnh băng băng như vậy nhất định là có tiền, nếu không thì chẳng có nguyên nhân gì khác. Cảnh sát tỷ tỷ, chị không mua quần áo sao? Hạ Thiên lúc này hỏi, hắn thấy những đôi khác đi dạo phố đều mua quần áo, vì vậy cũng hỏi xem cảnh sát tỷ tỷ có mua không. Không cần, tôi không thích mua quần áo." Lãnh Băng Băng lắc đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía trước. "Đi, chúng ta sang bên kia." "Cảnh sát tỉ tỉ, qua bên kia làm gì?" Dù Hạ Thiên vẫn cùng tiến lên với Lãnh Băng Băng nhưng vẫn có chút mê hoặc, nếu muốn về nhà phải đi hướng kia mới đúng chứ? "Đi siêu thị mua vài món đồ." Lãnh Băng Băng trả lời. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì hiểu, phía bên kia quả thật có một siêu thị. "Chú Dì, cho cháu xin ít tiền, cháu đói quá. Lúc này trên đường có vài người ăn xin, những người lớn tuổi ngồi dưới đất không nói gì, chỉ một đứa trẻ 7-8 tuổi chạy tới chạy lui và liên tục mở miệng xin tiền. Khi Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đi qua thì đứa bé cũng chạy đến trước mặt bọn họ và mở miệng. Lúc này là đầu đông, thành phố Giang Hải những ngày qua giảm nhiệt độ rất mạnh, bây giờ còn chưa tới 10 độ nhưng đứa trẻ lại ăn mặc rất phong phanh, có lẽ đây cũng là nguyên nhân làm nó liên tục chạy qua lại vì chạy sẽ không lạnh như đứng. Nhưng vì quá lạnh mà nước mũi chảy ròng ròng, gương mặt cáu bẩn cũng đỏ hồng. Lãnh băng băng móc ví lấy 10 đồng cho đứa bé, sau đó thản nhiên nói. Em về nhà đi, lạnh như vậy cũng đừng ra ngoài xin tiền nữa. Cảm ơn gì, cảm ơn gì. Đứa trẻ nhận tiền rồi tiếp tục quay sang người khác, không đổi phiên phản. Chú, Di, cho cháu ít tiền, cháu đói quá. Hạ thiên có chút mất hứng, hắn nhìn đứa bé rồi nói. Này, cảnh sát tỷ tỷ nói cháu về nhà, cháu không nghe thấy gì sao? Thôi bỏ đi, chúng ta đi siêu thị. Lãnh băng băng kéo tay Hạ Thiên, nàng lắc đầu. Đứa nhỏ này chuyên đi xin tiền, chưa đến tối sẽ chưa bỏ đi. chương 905, độc dược tôi cũng ăn. Nhìn qua là biết lừa đảo, nói cái gì là rất đói, có được tiền cũng không đi mua thức ăn. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Được rồi, đừng so đo những chuyện như vậy dù là nguyên nhân gì một đứa bé ăn mặc phong phanh đến đây ăn xin giữa trời lạnh cũng rất đáng thương lãnh băng băng kéo tay hạ thiên tiếp tục đi về phía trước mười đồng tiền mà thôi để ý làm gì hạ thiên không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình dạo phố của lãnh băng băng vì vậy hắn không so đo chuyện này hắn kéo lãnh băng băng đi về phía trước vài trăm mét hai người đến siêu thị cảnh sát tỉ tỉ chị muốn mua cái gì hạ thiên hỏi Chờ tôi mua cậu sẽ biết." Lãnh Băng Băng không lập tức nói cho Hạ Thiên, chỉ để hắn phụ đẩy xe, thỉnh thoảng ném ít đồ vào, nhưng phần lớn là thức ăn, đồ ăn vặt, hoa quả. Cuối cùng nàng còn mua vài món ăn khác để chất đầy một xe, cuối cùng coi như chấm dứt hoạt động mua sắm lần này. "Cảnh sát tỷ tỷ, chị muốn làm cơm sao?" Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, cảnh sát tỷ tỷ có lẽ đang muốn xuống bếp. "Tôi không thể làm cơm sao?" Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại một câu. Tất nhiên là có thể." Hạ Thiên vội vàng trả lời, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự còn chưa được dùng cơm cảnh sát tỷ tỷ tự nấu. Tài nấu nướng của tôi không được tốt, cơm không thể ăn được cũng đừng trách." Lãnh Băng Băng còn nói thêm. "Không sao, tôi cũng không có yêu cầu quá cao." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Chỉ cần cảnh sát tỷ tỷ tự làm, tôi nhất định sẽ ăn." Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt lại có chút dịu dàng. Tôi làm chất độc cậu cũng ăn sao? Tất nhiên, độc cũng ăn." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Chỉ biết nói bậy." Lãnh Băng băng khẽ hừ một tiếng. "Cậu không sợ bị độc chết à?" "Không sợ." Hạ Thiên cười hì hì. "Cảnh sát tỉ tỉ, không ai có thể đầu độc tôi chết đi được." Lãnh Băng băng chợt ngẩn ngơ, thì ra Lưu Manh này không sợ bị độc chết, hèn gì chất độc cũng dám ăn. "Yên tâm đi." tài nấu nướng của tôi tuy không được tốt lắm nhưng cũng không tạo nên độc dược. lãnh băng băng nói thầm một câu, sau đó nàng trả tiền và đưa bốn năm túi lớn nhỏ cho hạ thiên. cậu sách đi. hạ thiên nhận lấy tất cả, sau đó hắn nghiêm trang hỏi. cảnh sát tỷ tỷ còn có gì cần cầm nữa không? cậu không thấy gì sao? lãnh băng băng chừng mắt nhìn hạ thiên, người này đúng là không còn gì để nói. tất cả đều đưa cho cậu, còn gì nữa mà cầm? cảnh sát tỷ tỷ, tôi không ngại ôm chị đi luôn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu nói gì vậy? Lãnh băng băng có chút buồn bực, vì sao hắn nói mà nàng không hiểu? Cảnh sát tỷ tỷ, tôi có thể ôm chị về nhà. Hạ Thiên chăm chú giải thích lại. Lãnh băng băng chợt không biết nói gì, thì ra người này có ý như vậy. Tôi cũng không phải trẻ lên ba, sẽ tự mình đi được. Lãnh băng băng tức giận nói, Nói đến đi nàng mới không tự giác nhớ đến kinh nghiệm chạy hết tốc lực đến cục công an thành phố lúc vừa rồi. Nàng nhớ vài tháng trước cảm thấy tốc độ của Hạ Thiên vượt qua phạm trù nhân loại, nhưng bây giờ nàng cũng có năng lực như vậy, tốc độ của nàng hôm nay hình như không chậm hơn so với Hạ Thiên trước kia. Cảnh sát tỉ tỉ, khi ba tuổi tôi đã biết đi lâu rồi, nhưng lớn lên chưa nhất định phải đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên lãnh băng băng lấy điện thoại ra xem và không khỏi lầm bầm một câu. Hoàng An Bình điện thoại đến, có thể sẽ nói về chuyện cậu vừa đánh cục trưởng bi. Hoàng An Bình, có chuyện gì? Lãnh băng băng nhận điện thoại rồi trực tiếp hỏi. Lãnh băng băng, tôi nghe nói Hạ Thiên thật ra có thân phận đặc thù, quyền hạn rất cao, có phải thật không? Hoàng An Bình trực tiếp nói ra vấn đề. Thật sự, làm sao vậy? Lãnh băng băng hỏi cục trưởng bì mới đến nhận chức hình như bị người ta ám hại người ta nói cho anh ấy biết hạ thiên là đầu não thế lực tội phạm nhiệm vụ của anh ấy là đến đây bài trừ hạ thiên nhưng vừa rồi tôi đã giải thích một lượt anh ấy cũng ý thức được vấn đề hoàng an bình nhanh chóng nói thật ra cục trưởng bì là người khá tốt có tinh thần trọng nghĩa vì vậy tôi thấy nếu hạ thiên có thân phận khác thì không bằng nói rõ với cục trưởng bì như vậy anh ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào hạ thiên tôi hiểu ý anh như vậy cũng được Tôi sẽ để anh trực tiếp can thiệp với cục trưởng bì." Lãnh Băng Băng lại rất tán thành lời nói của Hoàng An Bình, nàng không hát vọng có người gây khó dễ cho Hạ Thiên. Vì nếu như vậy thì Hạ Thiên sẽ thường gây ra chuyện lớn bằng trời, nàng không hy vọng tình cảnh như vậy xảy ra. "Được rồi, làm phiền cô." Hoàng An Bình cũng không nhiều lời với Lãnh Băng Băng, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn biết rõ Hạ Thiên có hơn phân nửa là ở bên cạnh, trò chuyện quá lâu sẽ làm đối phương bất mãn. Cục trưởng bì kia quả nhiên quá ngu. Hạ Thiên lúc này nói một câu, "Được rồi, cậu cần gì quan tâm người ta có ngu hay không?" Lãnh Băng Băng không biết nói gì hơn, cả ngày tên này đều mắng người ta là ngu, không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng hắn ngu mà không biết. Hai người chậm rãi đi trên đường, đến 5 giờ rưỡi thì bọn họ về đến nhà Lãnh Băng Băng. Trên đường đi Lãnh Băng Băng đã điện thoại cho Mộc Hàm, bây giờ nàng xem như rất quen thuộc Mộc Hàm vì vậy quyết định để Mộc Hàm ở thủ đô nói rõ thân phận của Hạ Thiên cho Bì trí Mẫn. Tôi đi nấu cơm, cậu xem TV đi. Sau khi vào nhà thì lãnh băng băng nói với Hạ Thiên một câu, nàng sách túi lớn bọc nhỏ vào bếp, bắt đầu tự tay nấu cơm tối cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi xuống ghế xem phim cáo vải cừu, xem anh em siêu nhân, xem phim người máy, cuối cùng không chịu được phải đi vào phòng bếp. Nhưng còn chưa kịp đi vào thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Tống Ngọc Mị, vì vậy nhận điện thoại. Vợ Mị Mị, chị đang ở đâu vậy? Hạ Thiên mở miệng hỏi, bây giờ chị không sao đấy chứ? Tôi ở thủ đô, sức khỏe tốt. Âm thanh của Tống Ngọc Mị từ bên kia truyền đến, nhưng khi vào tai Hạ Thiên thì có chút lạ lắm, tuy hắn có thể xác định đó là âm thanh của nàng nhưng vẫn thấy khác biệt. À, vợ Mị Mị, khi nào chị đến Giang Hải? Lần trước tôi đồng ý đi dạo với chị, nhưng tôi ra nước ngoài làm trễ nãi thời gian, bây giờ mới quay về. Hạ Thiên giải thích một câu. Cậu về là tốt. Giọng điệu của Tống Ngọc Mỹ có chút trong trẻo và lạnh lùng. Tôi sẽ đến Giang Hải, khi đó tôi sẽ tìm cậu. chương 906, Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Tống Ngọc Mỹ điện thoại đến quá đột nhiên, cúp cũng rất đột ngột, nàng nói xong thì cúp điện thoại, mãi đến khi Hạ Thiên gọi lại thì phát hiện điện thoại đã tắt. Làm gì vậy? vợ mị mị đúng là không ngoan sau này gặp lại phải đánh mới được hạ thiên mất hứng lầm bầm một câu nhưng hạ thiên nhanh chóng vui mừng trở lại vì hắn thấy lãnh băng băng từ trong nhà bếp đi ra cảnh sát tỉ tỉ có thể ăn cơm được chưa hạ thiên hưng phấn hỏi còn phải đợi một lúc nữa còn một nồi canh vài phút nữa là được lãnh băng băng bưng hai món ăn nàng vừa trả lời hạ thiên vừa đặt món xuống bàn sau đó lại vào phòng bếp Hạ Thiên dứt khoát ngồi bên cạnh bàn ăn, hôm nay cảnh sát tỉ tỉ nấu cơm cho hắn, tất nhiên hắn tương đối chờ mong. Khi Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn thì ở một nơi rất xa, trong tống gia ở thủ đô, Tống Ngọc Mị đang đợi gặp mặt một người. Tống Ngọc Mị vẫn ăn mặc cổ trang, lúc này là váy dài trắng, nàng đứng lẳng lặng trong sân, hơn 10 thanh niên nam nữ đứng ở bốn phía cũng nhịn không được phải ngắm nàng. Đám thanh niên này đều lớn lên từ nhỏ ở Tống Gia, Bọn họ cũng đã sớm quen thuộc đại tiểu thư thích mặc cổ trang này. Nếu bình thường bọn họ được gặp Tống Ngọc Nghị thì sẽ chẳng có gì kỳ quái, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng như vậy. Nhưng lúc này bọn họ không thể nào kìm nén lòng hiếu kỳ mà nhìn Tống Ngọc Nghị, đơn giản vì nàng bây giờ cho bọn họ cảm giác không giống như trước. Chỉ cần nhìn tướng mạo thì thấy đại tiểu thư không có gì khác biệt so với trước đó, nhưng đám phụ nữ lại phát hiện làn da của nàng đẹp hẳn lên vì vậy mà bắt đầu suy đoán xem đại tiểu thư dùng sản phẩm cao cấp gì. Chính thức làm cho mọi người cảm thấy Tống Ngọc Mỹ không giống trước kia chính là trên người nàng chợt có thêm một khí chất đặc thù, khí chất này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nói là quen thuộc vì khí chất của nàng lú này giống như vị tiểu thư thần bí và hùng mạnh trong căn nhà kia, nói là xa lạ vì hai người dù có điểm tương tự lại có khác biệt rất lớn. Vị tiểu thư thần bí trong nhà chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lùng, dùng hình tượng đứng trong vùng băng tuyết cũng khó hình dung được cảm giác lạnh lùng đó. Nhưng khí chất trên người Tống Ngọc Mỹ lại làm người ta cảm thấy không màng danh lợi, làm người ta phải thân cận với nàng, nhưng sau đó lại phát hiện trên người nàng có một khí chất cao quý, làm người ta tự ti mặc cảm, không tự chủ được phải lui bước. Tống Ngọc Mỹ mặc cổ trang trắng, cộng thêm khí chất cao quý, điều này không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác một tiên tử cao quý không thể với tới, đứng trước mặt nàng thì bọn họ chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vào đi. Đúng lúc này trong phòng truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Tống Ngọc Mị chậm rãi bước đi, phải nói là chậm rãi di động, nhưng thực tế thì chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người, tiến độ rất chậm nhưng thực tế lại quá nhanh làm cho đám người trong sân cực kỳ kinh ngạc. Vị đại tiểu thư này trước nay mảnh mai nhã nhặn, sao bây giờ lại có thân pháp nhanh chóng như vậy? Chỉ cần xét theo đặc điểm đó cũng vượt mặt tất cả bọn họ. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mị đang nhìn người phụ nữ trong màn trong giọng nói của nàng có chút hưng phấn. Ngài dạy tôi tâm pháp phiêu miểu, tôi đã học xong. Tôi đã thấy rõ, giọng điệu của người phụ nữ trong màn hình như cũng không lạnh lùng giống trước đó. Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cô thích hợp với tâm pháp đó. Bây giờ tôi đã là đệ tử của ngài chưa? Tống Ngọc Nghị vội vàng hỏi. Ngài đã nói để tôi luyện thử, nếu học được sẽ xem xét thu tôi làm đệ tử. Không thể, người phụ nữ trong màn nhàn nhạt trả lời vì sao tống ngọc mỹ cảm thấy mình giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân chẳng lẽ cô không thấy bây giờ cô không giống tôi sao người phụ nữ trong màn thản nhiên nói tâm pháp của cô khác biệt với tôi vì vậy cô không thích hợp làm đệ tử của tôi tống ngọc mỹ cảm thấy tay chân lạnh buốt một lúc sau nàng mới dùng giọng muốn khóc hỏi ngài biết rõ điều này tôi muốn làm đệ tử của ngài sao lại làm như vậy mỗi người có tư chất khác biệt cô làm đệ tử của tôi cũng không xuất sắc như bây giờ người phụ nữ trong màn lụa dùng giọng không nhanh không chậm nói không phải cô nói muốn giúp tôi sao đúng vậy tôi muốn giúp ngài muốn thay thế ninh khiết đi làm việc cho ngài tống ngọc mị vội vàng nói không cần cô thay thế ninh khiết cô chính là cô người phụ nữ trong màn chậm rãi nói cô đi làm dựa theo lời của tôi tiếp tục học tâm pháp phiêu miểu cô sẽ nhanh chóng giúp được tôi. Thật sao? Tâm tình của Tống Ngọc Mỹ đã khá hơn. Tôi muốn tìm một người, cô ta tên là Nguyệt Thanh Nhã. Người phụ nữ trong màn lụa thản nhiên nói. Tôi nghi ngờ cô ta ở Thanh Phong Sơn, nhưng Ninh Khiết không tìm được, nhưng có người chắc chắn biết rõ cô ta ở đâu. Hạ Thiên sao? Tống Ngọc Mỹ không nhịn được phải suy đoán. Đúng vậy, là Hạ Thiên. Người phụ nữ trong màn lụa gật đầu. Hạ Thiên là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã, mà Nguyệt Thanh Nhã chính là người phụ nữ mà Hạ Thiên quan tâm nhất, vì vậy tôi nói cho cô biết một chuyện, Nguyệt Thanh Nhã cũng tu luyện tâm pháp phiêu miểu. Sao? Tống Ngọc mị chợt hô lên kinh hoàng. Điều này, sao lại như vậy? Cô không cần biết rõ cụ thể có gì xảy ra, tôi nói cho cô biết một việc, cô chỉ cần làm theo, cô sẽ là Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, lần sau Hạ Thiên gặp mặt cô, hắn sẽ không còn năng lực chống đỡ âm thanh của người phụ nữ trong màn lụa có thêm chút hưng phấn đến khi đó dù cô muốn hắn nói gì hắn đều nghe theo tôi hiểu tôi sẽ tiếp tục tu luyện tâm pháp phiêu miểu tống ngọc mỹ có vẻ hiểu ra vấn đề sau này cô ở lại đây tôi sẽ chỉ đạo cho cô ngoài tâm pháp phiêu miểu còn nhiều thứ khác cần học người phụ nữ trong màn lụa có chút trầm mặc cuối cùng chậm rãi nói được tống ngọc mỹ vui vẻ đồng ý lúc này ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cuối cùng cũng chờ đến khi thức ăn được dọn ra toàn diện, bữa tối này khá phong phú, 6 món ăn một món canh. Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ tương đối khá, nhưng khi Hạ Thiên ăn vào miệng mới phát hiện ra tính chất lửa gạt, cảnh sát tỷ tỷ quả nhiên không nói dối, tài nấu nướng của nàng không được tốt cho lắm. chương 907, ăn bồ đào của chị. Thực tế lãnh băng băng đã học nấu ăn, nhưng rõ ràng nàng chỉ học được hình thức mà không được bản chất vì vậy mà những món ăn của nàng có vẻ rất tốt, nhìn giống như ăn rất ngon, nhưng khi ăn vào sẽ cảm thấy hương vị là lạ. Thế nào? Khi thấy Hạ Thiên ăn vài miếng thì lãnh băng băng không nhịn được phải hỏi. Rất ngon. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, sau đó bắt đầu ăn như sói như hổ. Lãnh băng băng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tài nấu nướng của mình tiến triển nhanh như vậy? Lãnh băng băng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nàng định xem thử tài nấu nướng của mình, nhưng thử xong nàng mới phát hiện ra vấn đề đây không phải là thịt à sao cắn không được lãnh băng băng lại thử vài món khác nàng cảm thấy những món thịt có vẻ nấu quá tay nhưng chỉ quá tay một chút mà thôi cuối cùng nàng thử một ngụm canh trời nàng quên bỏ gia vị được rồi đừng ăn nữa chúng ta ra ngoài ăn lãnh băng băng buông đũa nói với hạ thiên trong lòng thầm thở dài nàng rõ ràng không thể nào làm vợ tốt được ngay cả cơm cũng không nấu ra hồn Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đã nói sẽ ăn hết. Hạ Thiên tiếp tục ăn, tuy mùi vị không tốt, kém xa vợ tóc vàng, nhưng đây là lần đầu tiên vợ cảnh sát tỷ tỷ nấu cơm cho hắn ăn, tất nhiên hắn nhất định phải ăn. Bây giờ hắn không có lựa chọn, hương vị tuy không ra gì nhưng cũng không sao. Khi thấy tướng ăn không nhã nhận của Hạ Thiên, trong lòng lãnh băng băng bùng lên cảm giác nói không nên lời, Lưu Manh này lần đầu tiên gặp mặt đã sảm sỡ nàng, tuy hắn thường xuyên làm nàng tức giận nhưng lại rất tốt với nàng. Có lẽ hắn thật sự chưa từng cố ý làm gì cho nàng cảm thấy không vui, hắn luôn tìm mọi cách cho nàng vui, giống như bây giờ vậy. Lãnh băng băng cứ như vậy mà dùng ánh mắt xuất thần nhìn Hạ Thiên dọn sạch thức ăn như lang như hổ, mà nàng thì hoàn toàn chưa ăn được gì. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị muốn ăn gì, tôi sẽ xuống mua cho. Hạ Thiên đã ăn no, lãnh băng băng lại chưa ăn, vì vậy hắn quyết định đi mua bữa tối cho nàng. Không ăn, tôi không đói. Lãnh băng băng khẽ lắc đầu. Tôi ăn táo là được. Lãnh băng băng đứng lên bắt đầu thu dọn bát đúa. Trước tiên cậu cứ xem tivi, tôi rửa chén xong sẽ lên. Kết quả là Hạ Thiên tiếp tục xem phim hoạt hình, xem xong một tập Tom và Jerry thì lãnh băng băng từ phòng bếp đi ra, nàng ra phòng khách và ngồi xuống ghế salon. Khi thấy Hạ Thiên xem phim hoạt hình có vẻ rất hào hứng thì lãnh băng băng có chút giở khóc giở cười, người này đôi khi giống hệt như một đứa trẻ. Này, sau này đừng ngốc như vậy những thứ khó ăn cũng đừng gắng gượng giọng điệu của lãnh băng băng có chút dịu dàng cảnh sát tỉ tỉ hạ thiên quay đầu nhìn lãnh băng băng tôi ăn nhiều món khó ăn như vậy chị bây giờ phải ban thưởng cho một món ngon chứ cậu muốn ăn món ngon gì lãnh băng băng hỏi hạ thiên trừng mắt cảnh sát tỉ tỉ có phải tôi muốn ăn gì cũng được không tất nhiên không có tôi sẽ mua cho cậu lãnh băng băng trả lời nếu người này thật sự muốn ăn món gì đặc biệt nàng sẽ tình nguyện đi mua cảnh sát tỉ tỉ thứ này không mua được nhưng nơi đây lại có hạ thiên nghiêm trang nói cậu nói cái gì lãnh băng băng lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hạ thiên người này không phải muốn ăn nàng chứ cảnh sát tỉ tỉ tôi muốn ăn bồ đào hạ thiên cười hì hì nói bồ đào lãnh băng băng có chút buồn bực vậy cũng được tôi sẽ đi mua Lãnh băng băng chuẩn bị đứng lên nhưng trong lòng thầm nghĩ, bồ đào sao không mua được. Hạ thiên ôm lấy lãnh băng băng, hắn không cho nàng đứng lên, sau đó hắn nhìn vào bộ vị muốn bùng nổ trên ngực nàng rồi nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn ăn bồ đào của chị. Khi thấy ánh mắt sáng quắc của Hạ Thiên, hơn nữa cũng biết rõ địa điểm hắn đang nhìn thì lãnh băng băng lập tức hiểu ra, gương mặt chợt đỏ bừng. Lưu manh chết tiệt này đúng là có ý với nàng, hèn gì nói không mua được cảnh sát tỷ tỷ, tôi rất hoài niệm hương vị bồ đào của chị. Hạ Thiên lúc này thì thảo nói, trong ấn tượng của hắn thì lâu rồi không được nhấm nháp bồ đào cực phẩm của cảnh sát tỷ tỷ, sau lần đó thì chưa từng được thử qua. Cậu cứ như vậy sao? Lãnh băng băng không nhịn được phải oán tránh một câu, trong lòng cũng có chút đồng tình, đúng là khó thể trách, lưu manh háo sắc này đã nhịn thèm nàng được hơn tháng rồi. Lãnh băng băng không đợi Hạ Thiên trả lời mà dịu dàng nói. Cậu đợi chút, tôi đi tắm. Lãnh băng băng vùng khỏi lòng Hạ Thiên và đi lên lầu, nàng cầm lấy quần áo vào nhà tắm. Hạ Thiên lại ngồi trên ghế lông nhưng lúc này hắn cũng không xem phim hoạt hình, hắn trực tiếp tắt tivi, toàn tâm toàn ý chờ bữa tiệc bồ đào của lãnh băng băng. Nửa giờ đối với Hạ Thiên giống như dài rằng rẵng, nhiều lần hắn muốn phá cửa vào phòng tắm cướp cảnh sát tỉ tỉ ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, mà lãnh băng băng cuối cùng cũng phải đi ra. Lãnh băng băng mặc một bộ áo ngủ, tóc ướt xuống tùy ý thả trên vai. Cũng không biết vì tắm nước ấm hay thẹn thùng mà gương mặt tuyết trắng chợt đỏ ửng. Lãnh băng băng vừa đi ra khỏi phòng tắm thì khựng lại vài giây, sau đó nàng tiếp tục đi về phía Hạ Thiên. Cảnh sát tỉ tỉ, chị tắm xong rồi à? Hạ Thiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lãnh băng băng. Ừ, lãnh băng băng khẽ gật đầu, sau đó nàng đi đến trước mặt Hạ Thiên, ngồi xuống ghế lông. Nàng khẽ nâng tay lên đặt lên dây thắt của áo ngủ đồng ý tôi một chuyện cảnh sát tỉ tỉ là chuyện gì ánh mắt hạ thiên càng thêm nóng bỏng bữa tiệc sắp bày ra trước mắt hắn không thể chờ đợi được lâu hơn đừng gọi tôi là cảnh sát tỉ tỉ sau này gọi là băng băng lãnh băng băng khẽ nói nàng không phải là chị của hạ thiên là là phụ nữ của hắn được vợ băng băng hạ thiên đáp ứng đừng thêm chữ vợ chỉ cần gọi băng băng là được lãnh băng băng cải chính tôi có thể không còn là cảnh sát, vì vậy chưa chắc vẫn còn là cảnh sát tỷ tỷ của cậu, nhưng chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi, tôi sẽ là băng băng của cậu. Được rồi, băng băng. Hạ Thiên dù không quen xưng hô như vậy nhưng vẫn thuận theo ý của lãnh băng băng, cuối cùng hắn còn đảm bảo nói. Tôi sẽ đối xử tốt với chị. Lãnh băng băng khẽ gật đầu, sau đó nàng khẽ dùng sức kéo dây áo, áo ngủ tách ra, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Cho cậu, cho cậu ăn bồ đào. chương 908, lãnh băng băng nhiệt tình như lửa. Đỉnh núi kiêu ngạo chợt ẩn chợt hiện, cực phẩm bồ đào chờ hạ thiên hưởng dụng cũng như ẩn như hiện. Ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bỏng, đối mặt với món ngon như vậy hắn tuyệt đối không bỏ qua, vì vậy hắn tiến lên ngậm chặt một quả bồ đào rồi cắn mút. Loại bồ đào này tất nhiên phải chậm rãi hưởng dụng, vì vậy động tác của hạ thiên rất khẽ, rất nhẹ, chậm rãi múi vào, chậm rãi liếm láp thân thể lãnh băng băng chợt trở nên nóng bỏng trong nháy mắt, cuối cùng nàng không nhịn được phải rên lên một tiếng, cảm giác kỳ dị đang xâm nhập xương cốt nàng, xâm nhập tận đáy lòng, làm tan rã phòng tuyến của nàng. Lãnh băng băng chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng nóng, đồng thời cũng càng trở nên mất hết sức lực. Khoảnh khắc này nàng giống như không thể ngồi yên, nàng vô thức dùng tay ôm đầu hạ thiên. Lúc này nàng chợt giống như một phụ nữ nuôi con, nhưng đứa con này có vẻ quá lớn, cũng quá tham, cảm thấy không đủ, không những gặm mút còn dùng tay ve vuốt da thịt trên người nàng. Bàn tay nóng bỏng lướt trên da thịt làm lãnh băng băng run lên từng đợt, nàng khẽ phát ra âm thanh. Nàng một người phụ nữ bình thường, tuy trước đây luôn được gọi là người đẹp băng giá nhưng không có tâm lý bài xích với đàn ông, nàng chẳng qua chưa gặp được người đàn ông mình yêu mà thôi. Bây giờ nội tâm lạnh như băng của nàng đã bị Hạ Thiên tấn công, người đẹp băng giá ngày xưa bây giờ cũng nóng bỏng như lửa hơn tháng trước nàng đã từng tình nguyện cho người đàn ông này bú mút bộ vị nào đó trên người nàng nhưng một cuộc điện thoại gọi đến làm trong lòng nàng sinh ra khúc mắc một tháng qua nàng ở trước mặt hạ thiên và luôn chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngờ có một vài lần hắn không chiếm hữu nàng những lần như vậy đều cố gắng chịu đựng và không làm gì cả chỉ cố gắng để cho nàng có năng lực bảo vệ chính mình thực tế thì từ sau lần đó nàng đã quyết định sau này nếu hắn thật sự muốn thì nàng sẽ cho hắn vì đã nhiều lần hắn chứng minh Hắn cũng không phải chỉ để ý đến cơ thể của nàng, hắn thật sự để ý đến nàng. Đối với nàng thì như vậy là quá đủ, dù là Kiều Tiểu Kiều hay những người phụ nữ khác cũng là như vậy, bây giờ nàng đã không còn quá ngại ngùng nữa. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân, những khát vọng trong lòng lãnh băng băng chợt bùng lên, nàng dùng một tay ôm lấy Hạ Thiên, cũng vô thức xoa nắn người hắn. Đột nhiên nàng đụng phải một thứ gì đó cứng rắn, vì vậy mà trong đầu nàng có một ý nghĩ nàng thò tay vào bên trong rút thứ đó ra. đây là điện thoại của Hạ Thiên. lãnh băng băng lấy điện thoại ra rồi trực tiếp tắt đi. tuy nàng đã tiếp nhận sự thật Hạ Thiên có những người phụ nữ khác, nhưng bây giờ nàng đang muốn dâng tặng cho hắn tất cả. nếu bên cạnh vang lên âm thanh của một người phụ nữ khác thì cực kỳ khó chịu. lúc này hai người ở bên nhau, nàng chỉ hy vọng thế giới này thuộc về hai người, không có bất kỳ người ngoài nào tham gia. lãnh băng băng tắt điện thoại và ném lên ghế salon lông lúc này một bên ngực truyền đến cảm giác khác thường, thì ra Hạ Thiên đã ăn chán chê bên kia và chuyển sang bên này, đồng thời một tay cũng tiến hành tấn công đỉnh núi còn lại, làm cho ngọn núi kia liên tục thay đổi hình dáng. Ư, ừ, lãnh băng băng phát ra một âm thanh cao vút, sau đó gương mặt đỏ bừng bừng, cực kỳ kiều diễm. Ôm tôi lên lầu. Dù bây giờ Hạ Thiên còn bận rộn nhiều việc nhưng lỗ tai lại khá rảnh, hắn nghe rõ lời nói của lãnh băng băng, vì vậy mà lập tức có hành động miệng hắn vẫn hưởng dụng bồ đào cực phẩm tay vẫn khống chế một ngọn núi tay kia ôm vòng eo mềm của lãnh băng băng đồng thời hắn đứng lên vừa tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc lớn vừa đi lên lầu nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên không phải là điện thoại của hạ thiên là điện thoại của lãnh băng băng trước đó lãnh băng băng nhớ ra và tắt điện thoại của hạ thiên nhưng nàng quên tắt điện thoại của mình đừng động vào nó lãnh băng băng khẽ nói lúc này dù là ai điện thoại đến thì nàng cũng không muốn nghe hạ thiên vốn không muốn nhận điện thoại bây giờ hắn nghe lãnh băng băng nói như vậy tất nhiên cầu còn chưa được hắn tiếp tục tham lam gặm bộ phận no đủ của lãnh băng băng rồi ôm nàng lên bậc thang keng 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 lúc này tiếng chuông cửa chết tiệt lại vang lên hạ thiên vẫn không để ý đến chuông cửa nhưng nhiệt tình của lãnh băng băng lại giảm đi một chút vì tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng tôi xuống xem đó là ai lãnh băng băng khẽ nói nàng có chút bất đắc dĩ vì nàng biết người đến tìm và nhấn chuông cửa sẽ tương đối thân thuộc với mình. Cũng chẳng phải những người khác không thể tìm đến chỗ này, thực tế thì lãnh băng băng không biết có người thầm giữ nhà cho mình, nếu người xa lạ hoặc kẻ không được hoan nghênh mà xuất hiện thì cơ bản chưa thể tiếp cận cửa chính đã bị đuổi đi. Đặc biệt là gần đây Kiều Đông Hải đưa đến cho nàng vài tên vệ sĩ, tuy nàng không cho những người này đi quá gần với mình nhưng vẫn âm thầm theo sau. Đến tối thì những người này sẽ thủ hộ ngoài cửa. Nếu người xa lạ tiếp cận sẽ bị đuổi đi ngay, bây giờ chuông cửa bị bấm khá lâu, điều này chỉ có một khả năng, người đến có quan hệ mật thiết với Lãnh Băng Băng. Cũng không có mấy người có quan hệ mật thiết với Lãnh Băng Băng, điều này làm cho nàng cảm thấy mình phải ra xem đối phương là ai. Nãy giờ đối phương liên tục nhấn chuông, rõ ràng là có chuyện gấp, hơn nữa bây giờ nàng đã thay đổi hệ thống xem xét, ở bên trong có thể trực tiếp thấy người bên ngoài, vì vậy nàng mới định đi ra xem đối phương là ai. Hạ Thiên không chịu buông lãnh băng băng ra, hắn còn chưa ăn no. Trước tiên ôm tôi đến cửa, tôi xem đối phương là ai. Lãnh băng băng khẽ nói một câu, lần này Hạ Thiên lại có hành động, hắn ôm nàng đến cửa nhưng vẫn không lên tiếng vì vẫn mãi ngậm bồ đào. Lúc này lãnh băng băng cuối cùng cũng thấy người nhấn chuông là ai, là lãnh hồng bác đã lâu rồi không liên lạc, còn có cả cô bạn gái vương vi của hắn. Không xong, đã xảy ra chuyện. Lửa tình trong lòng lãnh băng băng mất sạch, không phải vì nàng thấy lãnh hồng bác, mà nàng thấy trên người hắn có nhiều vệt máu loang lổ. Hạt bồ đào nóng trượt lạnh tanh, điều này làm Hạ Thiên cảm thấy không đúng, hắn thấy khó hiểu, tên khốn nào đến quấy rối hắn. chương 909, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu. Hạ Thiên không nghĩ buông tha cho bữa tiệc lớn, dù bây giờ món ăn đã nguội, nhưng hắn phải hun nóng, sau đó tiếp tục hưởng dụng mới được. Vì vậy động tác của hắn vẫn không ngừng, mà cũng như hắn mong muốn, lãnh băng băng lại nóng lên đừng đừng như vậy hồng bác giống như có chuyện xảy ra tôi phải xử lý tình huống tuy lửa nóng trong lòng lãnh băng băng bùng lên nhưng lý trí nói rõ nàng không nên tiếp tục dù sao lãnh hồng bác cũng là em họ của nàng hắn xảy ra chuyện nàng cũng không thể không quan tâm lãnh băng băng cũng có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ đây gọi là làm chuyện tốt thường khó khăn tiếng chuông cửa vẫn liên tục vang lên lãnh băng băng cũng chỉ còn cách cứng rắn đẩy hạ thiên gia Nàng nhảy lên rơi xuống bên cạnh cửa. Dưới tình huống này tất nhiên Hạ Thiên sẽ không dùng sức ôm chặt lấy nàng, vì vậy nàng vùng khỏi lòng hắn rất dễ. Đến lúc này Hạ Thiên lại buồn bực, bồ đào trong miệng lại bay ra. "Hồng Bác, chờ chút." Lãnh Băng Băng nói một câu, nàng nhanh chóng lên lầu, nàng thay quần áo. Vì bộ đồ ngủ nàng đang mặc chuyên dụng cho Hạ Thiên, rất kích tình, tất nhiên sẽ khó thể dùng để tiếp khách. Lãnh hồng bác nghe được âm thanh của lãnh băng băng thì cuối cùng không nhấn chuông cửa. Bây giờ Hạ Thiên rất muốn chạy ra cho lãnh băng băng một trận đòn, chính hắn cũng biết lãnh hồng bác là em họ của lãnh băng băng, nếu hắn thật sự cho đối phương ăn đòn thì cảnh sát tỷ tỷ sẽ tức giật, vì thế hắn cũng chỉ biết nín nhịn. Vài phút sau lãnh băng băng ăn mặc chỉnh tề lại đi xuống lầu, lúc này nàng không mặc trang phục cảnh sát, nàng mặc quần áo bình thường. Một chiếc quần jean bao quanh hai chân thon dài xinh đẹp, cặp mông ngạo nghễ của nàng cũng bị kéo căng. Thêm vào đó là chiếc áo lông màu xám khá rộng nhưng lại bị hai đỉnh núi kéo căng, bên ngoài còn có một chiếc áo khoác giống như muốn che giấu dáng người nóng bỏng. Lãnh băng băng đang chuẩn bị mở cửa thì thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế sa lông với vẻ mặt bức bối, vì vậy mà trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy. Nói thật, vừa rồi nàng cũng không muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không có biện pháp nào khác. Lúc này nàng có chút trần trừ, cuối cùng nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, nàng cúi người hôn hắn một cái rồi dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói. Chồng, đừng như vậy, còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu. Cảnh sát tỉ tỉ, à, không, băng băng, chị vừa gọi tôi là chồng sao? Hạ thiên vốn bước bối chợt vui vẻ, cảnh sát tỉ tỉ cuối cùng cũng gọi hắn là chồng. Cậu vốn là chồng tôi, được rồi, đừng mất vui, chúng ta trước tiên xem hồng bác đã xảy ra chuyện gì. Lãnh băng băng dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên, sau đó nàng đứng lên đi ra mở cửa. Lãnh Hồng Bác và Vương Vi nhanh chóng đi vào, vẻ mặt bọn họ rất kinh hoàng, nhưng ngay sau đó Lãnh Băng Băng lại yên tâm hơn. Trên người Lãnh Hồng Bác tuy có nhiều vết máu nhưng có vẻ không phải của chính mình, tất nhiên gương mặt lại sưng vù và tụ máu, rõ ràng là đánh nhau với người ta. "Chị gái, anh rể." Lãnh Hồng Bác run rẩy bắt chuyện với Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, nhưng hắn mặc khá nhiều quần áo mà lại run, rõ ràng không phải run vì lạnh là vì sợ hãi. Chị gái, hồng bác anh ấy, anh ấy. Gương mặt vương vi cũng trắng bệch, nàng nơm nớp lo lắng một lúc lâu, cuối cùng cũng khó nói nên lời. Rốt cuộc là làm sao? Lãnh băng băng nhíu mày. Có chuyện gì cứ nói, hai đứa không nói, sao chị biết mà giúp? Lãnh băng băng có chút trần trừ rồi hỏi. Có phải là đánh nhau với người ta không? Lãnh hồng bác khẽ gật đầu, sau khi gặp lãnh băng băng và hạ thiên thì hắn dần chấn tĩnh lại. Thật ra hắn cũng coi là người từng trải qua sóng gió, trước đó Lý Minh Hạo vì đe dọa hạ thiên mà ra tay với hắn, sau đó hắn lại thấy sự lợi hại của hạ thiên, vì vậy mà bây giờ hắn gặp hạ thiên, hắn chợt an tâm hơn rất nhiều. Em và Tiểu Vi cơm nước xong thì đi dạo phố, sau đó chúng em gặp ba người, trong đó có một người cùng lớp Tiểu Vi, gọi là cái gì chấn em êm mất. Người này từng theo đuổi Tiểu Vi, sau khi bị Tiểu Vi từ chối thì thi thoảng cũng đến quấy nhiễu. Đêm nay hắn uống đến say khướt, khi gặp mặt thì đùa giỡn Tiểu Vi, tất nhiên em can ngăn, nào ngờ bọn họ ra tay, ba đánh một, em không đánh lại bọn họ. Lãnh hùng bác thuật lại những gì vừa xảy ra, hắn nói đến tình hình khi đó mà vẻ mặt rất tức giận. Điều này cũng là bình thường, bạn gái bị người ta đùa giỡn, không giận mới lạ. Em can ngăn nhưng tất cả không dừng lại, em gọi người hỗ trợ nhưng người ta ở rất xa sau đó tên kia còn ức hiếp em nói là đêm nay phải đi với hắn nếu không sẽ đánh chết hồng bác sau đó sau đó vương vi ở bên cạnh nói vài câu sau đó dừng lại nói không nên lời sau đó thì sao lãnh băng băng không khỏi nhíu mày hai người này sao nói chuyện không rõ ràng như vậy chị gái lúc đó em rất vội cũng giận điên lên bên cạnh có một quán trái cây em chạy đến rút một con dao gọt trái cây đâm cho tên kia một nhát Lãnh hồng bắc cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Em giết người sao? Lãnh băng băng không khỏi kinh hoàng, tuy nàng đã sớm nghĩ có chuyện lớn xảy ra, nhưng nàng vẫn không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy. Chị, em không biết, em chỉ thấy hắn ra nhiều máu, sau đó em sợ và kéo tiểu vi bỏ chạy. Chúng em không biết nên đi đâu, cũng không dám đến trường, em định đến khách sạn nhưng tiểu vi nói ở đó sẽ bị cảnh sát tìm ra, vì vậy mà em đến đây. Lãnh hồng bác khẽ nói, thì ra hắn đến đây tị nạn. Chẳng phải chỉ đâm một nhát thôi sao, không có gì phải sợ cả. Hạ thiên bất mãn nói một câu, tên nhát gan này chạy đến đây làm hắn phải buông lãnh băng băng ra. Chị gái, em làm sao bây giờ? Nếu, nếu có án mạng thì Hồng Bác có thể ngồi tù, có bị tử hình không? Vương Vi lo lắng nói. Chị gái, chị nói xem, hay em dứt khoát bỏ đi? Em không muốn ngồi tù, nghe nói trong đó rất đáng sợ, nếu ngồi tù thì thà chết còn hơn. Lãnh Hồng bác cũng không có ý kiến gì, nếu có thì hắn cũng chẳng chạy đến chỗ Lãnh Băng Băng. Hai đứa nghĩ đi đâu vậy? Lãnh Băng Băng không khỏi quát lớn. Cái gì mà bỏ chạy, sự việc nào nghiêm trọng như vậy, ít ra các em cũng là sinh viên, phải hiểu chút pháp luật chứ. Chương 910, thấy là muốn đánh. Bộ dạng của cả hai có vẻ lo sợ bất an, âm thanh của Lãnh Băng Băng có chút hòa hoãn hơn đừng lo lắng nếu sự việc thật sự như những gì hai đứa nói như vậy các em cũng ra tay lúc phòng vệ nếu tên hà chấn kia thật sự chết đi như vậy cũng chỉ tính là phòng vệ mà thôi không có chuyện gì quá lớn nhưng chị gái trước kia em cũng đọc nhiều bản tin những người gặp phải tình huống như hồng bác cũng bị xử phạt vương vi cảm thấy rất bất an tất nhiên nàng biết cái được gọi là phòng vệ nhưng nàng thật sự không biết rõ ràng nàng đã xem qua khá nhiều tin tức rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy hắn phòng vệ nhưng cuối cùng không được tòa án chấp nhận, vì vậy mà có người nói đùa rằng nếu có việc gì cũng đừng ra tay, lỡ đánh chết cướp thì sợ rằng vừa phải ngồi tù vừa phải bồi thường tiền. Yên tâm, có chị đây, chỉ cần thật sự là phòng vệ thì sẽ không để Hồng Bác bị bắt giam. Lãnh băng băng ngược lại cũng biết chuyện này, nếu là địa phương khác thì nàng khó thể xen vào, nhưng đây là thành phố Giang Hải, nàng sẽ không cho sự việc kia phát sinh trên người em họ của mình. Nếu thật sự là ra tay phòng vệ thì dù đối phương có mất mạng, nàng sẽ không để cho Hồng Bác phải nhận hình phạt, nàng cảm thấy dù nói trên phương diện nào thì hắn cũng không làm sai. "Chị gái, thật sự không có việc gì sao?" Lãnh Hồng Bác nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chút không yên. "Chị đã nói không việc gì, nhưng những chuyện sau này em phải nghe theo lời chị." Lãnh Băng Băng nhanh chóng có quyết định. "Trước tiên chị sẽ đưa em đến đầu thú ở cục cảnh sát." nói rõ sự việc, sau đó tìm cho em một người bảo lãnh sau thẩm vấn, như vậy em sẽ nhanh chóng được thả ra. Mặt khác chị cũng muốn xem tình hình thương thế của Hà Trấn kia như thế nào. Được, chị gái, em nghe lời chị, chị nói thế nào em sẽ làm như vậy. Lãnh hùng bác lúc này cũng không có ý nghĩ gì, lãnh băng băng là cảnh sát, tất nhiên hắn phải lựa chọn tin theo nàng. Lãnh băng băng tìm được điện thoại của mình, nàng chuẩn bị điện thoại cho Hoàng An Bình, quyết định đưa lãnh Hồng bác đi đầu thú, dù sao nếu so sánh thì nàng vẫn quen thuộc Hoàng An Bình hơn những người khác. Nhưng lãnh băng băng còn chưa kịp gọi đi thì phát hiện trước đó có người gọi tới, hơn nữa còn là Hoàng An Bình gọi đến. Vì vậy mà nàng không khỏi quay đầu nhìn lãnh hồng bác, thầm nghĩ chẳng lẽ trùng hợp như vậy, Hoàng An Bình vì chuyện này mà điện thoại cho mình sao? Sau khi lãnh băng băng nhận điện thoại thì phát hiện sự việc thật sự trùng hợp, buổi tối Hoàng An Bình và Bỉ Trí Mẫn cùng dùng cơm, hai người trò chuyện rất vui. Hoàng An Bình rõ ràng nhận được sự tín nhiệm của vị cục trưởng mới, thậm chí có thể nói Bì Trí Mẫn cảm kích Hoàng An Bình. Thực tế trước khi dùng cơm tối với Hoàng An Bình thì Bì Trí Mẫn đã nhận được mệnh lệnh truyền tới từ thủ đô, nói cho hắn biết Hạ Thiên có thân phận đặc biệt, để hắn không làm ra bất kỳ sự kiện gì ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Lúc này Bì Trí Mẫn cuối cùng cũng hiểu mình bị người ta đưa lên đầu súng mà Hoàng An Bình có thể nói là cứu hắn từ trên đường chết quay về điều này làm cho bì trí mẫn quyết định sau này sẽ xem hoàng an bình là tâm phúc sau khi dùng cơm tối xong thì hoàng an bình nhận được thông báo có đánh nhau trên đường còn có một người bị đâm đáng lý ra vụ này không phải do hoàng an bình xử lý nhưng bì trí mẫn cảm thấy thời điểm này khá dối vì để ổn định hắn phải cho hoàng an bình tự đi xử lý vụ việc bì trí mẫn vừa đến thành phố giang hải và cảm thấy địa vị của mình chưa được ổn định hắn phải cẩn thận một chút không nên phát sinh sự kiện ngoài ý muốn Hoàng An Bình lập tức dẫn người đi xử lý, chuyện này cũng không phức tạp, hắn lập tức biết được hung thủ là lãnh hồng bác, cũng biết người này là em họ của lãnh băng băng, vì vậy hắn quyết định thông báo cho nàng. Nhưng sau khi điện thoại vang lên mà không có người nghe thì hắn thức thời cúp điện thoại, hắn cũng không ngốc, hắn biết Hạ Thiên còn đang ở cùng một chỗ với lãnh băng băng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ mà lãnh băng băng không nhận điện thoại, dù là kẻ ngu cũng biết bọn họ đang làm gì hoàng an bình nghe lãnh băng băng nói sẽ đưa lãnh hồng bác đi đầu thú thì cảm thấy cầu còn chưa được vì vậy đồng ý ở cục cảnh sát chờ đi thôi chúng ta đến cục cảnh sát lãnh băng băng đặt điện thoại xuống rồi nói với lãnh hồng bác vâng lãnh hồng bác gật đầu sau đó hắn hỏi một câu chị gái em phải mặc bộ quần áo này hay thay bộ khác không cần cứ như vậy thôi lát nữa chỉ cần em nói ra sự thật là được không cần phải nói đối nếu em cố ý nói dối khi điều tra ra được thì sẽ cực kỳ phiền toái em hiểu chưa lãnh băng băng dặn dò vài câu lãnh hồng bác khúm núm đáp lời lúc này lãnh băng băng nói gì hắn cũng nghe lãnh băng băng quay đầu nhìn hạ thiên nàng phát hiện hắn vẫn buồn bực ngồi ở nơi đó vì vậy nàng đi đến bên cạnh và khẽ nói chồng cậu ở nhà chờ hay theo chúng tôi đến cục cảnh sát hồng bác cần phải lấy khẩu cung còn phải làm thủ tục có lẽ sẽ mất vài giờ tôi sẽ không về ngay được. Tôi ở nhà chờ. Hạ Thiên nhìn lãnh hồng bác. Tôi thấy cậu ta là muốn cho ăn đòn rồi. Lãnh hồng bác chợt ngẩn ngơ, anh rể này sao lại muốn đánh mình? Mình giống như không đắc tội gì thì phải. Vậy được rồi. Lãnh băng băng tất nhiên biết rõ vì sao Hạ Thiên lại muốn đánh lãnh hồng bác. Ai bảo người này sớm muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Chồng, chúng tôi đi trước, nếu trước 10 giờ tôi chưa quay lại thì cậu cũng đừng đợi. Lãnh băng băng vừa đi ra cửa vừa nói với Hạ Thiên. Anh rể, em đi trước. Trước khi đi lãnh hồng bác còn lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên chừng mắt nhìn lãnh hồng bác, điều này làm cho lãnh hồng bác cảm thấy rất bất an, mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu mình làm gì đắc tội với Hạ Thiên. Đến khi lãnh băng băng đưa lãnh hồng bác và Vương Vi đi khỏi nhà, Hạ Thiên ngồi bực bội trên ghế salon rất lâu, hắn muốn ăn cảnh sát tỉ tỉ, sao khó khăn như vậy mình phải đợi cảnh sát tỷ tỷ quay về, đêm nay nhất định phải ăn chị ấy. Hạ Thiên nghĩ như vậy, sau đó hắn bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi buồn chán. Thời gian trôi qua rất chậm, Hạ Thiên cũng không biết mình nhìn giờ bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn thấy kim đồng hồ chỉ 10 giờ mà lãnh băng băng còn chưa về, vì vậy hắn quyết định điện thoại cho lãnh băng băng. Hạ Thiên tìm được điện thoại của mình trước đó bị lãnh băng băng ném lên ghế salon, hắn mở nguồn, đang định gọi đi thì có người gọi đến. Đây là một dãy số không xa lạ gì với Hạ Thiên, vì vậy hắn nhanh chóng nhận điện thoại, khi điện thoại vừa nối thông thì bên kia truyền đến tiếng khóc. Anh có tức giận không? Anh không nên tin bọn họ, bọn họ cố ý sợ em. Đầu dây bên kia có một cô gái khóc lóc nói. Chương 911, An Khả Khả giống như xảy ra chuyện. Khả Khả, anh nào có nổi giận, em đang nói gì vậy? Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, người gọi đến là An Khả Khả. Rõ ràng đã khá lâu rồi hắn chưa liên lạc với nàng, nhưng không phải là hắn giận nàng, chẳng qua hắn ra ngoại quốc khá lâu, bây giờ mới quay về, không có thời gian liên hệ. "Sao anh tắt máy hoài vậy?" An Khả Khả khóc lóc nói. "Em tưởng anh đang giận, làm em nôn nóng muốn chết, em thật sự không quay phim chụp ảnh gì với người ta, nhất định là ghép ảnh, đám khốn kiếp kia thứ gì cũng làm được." Cảnh sát Tỉ Tỉ vừa tắt máy của anh, bây giờ anh mới khởi động lại hạ thiên giải thích một câu sau đó hắn dùng giọng mơ hồ hỏi em nói ảnh gì sao anh không hiểu bây giờ anh đang ở đâu anh đến chỗ em được không an khả khả không trả lời vấn đề của hạ thiên nàng nhỏ giọng năn nỉ lúc này hạ thiên thật sự không muốn đi hắn muốn đợi cảnh sát tỉ tỉ quay về để ăn sạch nhưng nàng còn chưa quay lại khả khả ở bên kia lại đang khóc lóc hình như bị người ta ức hiếp hạ thiên nghĩ như vậy và cảm thấy nên đến với vợ khả khả vì An Khả Khả cũng là vợ hắn, hắn nhất định không thể để nàng bị ức hiếp, xem ra đêm nay không được ăn cảnh sát tỉ tỉ. Khả Khả, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Hạ Thiên đồng ý ngay. Em đang ở khách sạn Đế Vương, trên phòng tổng thống tầng cao nhất, anh đến đây mau. An Khả Khả cuối cùng cũng ngừng khóc. À, anh đến ngay. Hạ Thiên đồng ý rồi cúp điện thoại. Sau khi rời khỏi biệt thự của lãnh băng băng thì Hạ Thiên mới điện thoại cho nàng có chút phiền phức, tôi còn phải một lúc nữa mới về được, nếu không thì cậu ngủ trước đi. Điện thoại vừa nối thông thì Lãnh Băng Băng đã nói ngay. Cảnh sát tỷ tỷ, không, Băng Băng, khả khả hình như có chuyện xảy ra, tôi phải đi tìm cô ấy trước. Hạ Thiên mở miệng nói, tuy Lãnh Băng Băng đã nói hắn đừng gọi mình là cảnh sát tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn gọi theo thói quen, vì vậy vội vàng đổi giọng. Ừ, cậu đi đi. Lãnh Băng Băng khẽ trả lời. Nàng thật ra cũng không quan tâm đến cách xưng hô của Hạ Thiên, nhưng nàng hy vọng hắn có thể chậm rãi thay đổi. Sau này hai người bọn họ ở cùng bên nhau sẽ là một đôi tình nhân, nếu hắn cứ gọi nàng là chị thì người ta sẽ cảm thấy quái dị. Lúc này Lãnh Băng Băng khá bận rộn, vì vậy nàng cũng không có thời gian nói chuyện với Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng cúp điện thoại, mà Hạ Thiên thì chạy về phía khách sạn Đế Vương. Khách sạn Đế Vương chính là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên không tính là quen thuộc chỗ này nhưng cũng không quá xa lạ. Trước đó hắn đã vào đây một lần, đó là lúc đi cùng Vương tiểu nha đến gặp vợ Triệu Vũ Cơ đại yêu tinh, mà lần đó Triệu Vũ Cơ cũng ở trong phòng tổng thống tầng trên cùng. Lúc này trong phòng tổng thống của khách sạn Đế Vương, An Khả Khả đã ngừng khóc, trợ lý bên cạnh tranh thủ đưa khăn tay cho nàng để nàng lau khô nước mắt. An Khả Khả vốn ở trong kiều gia, nhưng gần đây kiều Đông Hải sắp xếp cho nàng đến ở khách sạn Đế Vương. Cũng không phải Kiều Tiểu Kiều không cho An Khả Khả ở lại Kiều gia, mà Kiều Đông Hải có một sách lược mới, hắn muốn làm cho An Khả Khả trở thành một ngọc nữ ngôi sao có giá trị cao vời. Giá trị của một ngôi sao điện ảnh tất nhiên phải nằm ở phương diện xa hoa, vì vậy An Khả Khả được sắp xếp ở phòng tổng thống xa hoa nhất của khách sạn Đế Vương. Còn vấn đề ngọc nữ, điều này đơn giản thôi, tuy An Khả Khả và Hạ Thiên đã chung đụng với nhau, nhưng trừ sự kiện đó thì nàng cũng không có vấn đề gì khác có một bạn trai cũng không phải chuyện gì xấu mà ngôi sao ngọc nữ cũng không nhất định là độc thân chỉ cần không liên tục tạo ra xì căng đan là được tất nhiên thật ra gọi là ngọc nữ chủ yếu là hình tượng trên màn ảnh kiều đông hải cũng không có biện pháp hắn cũng không dám cho an khả khả đi chụp hình này nọ bậy bạ nếu không thì hạ thiên sẽ giết hắn an khả khả cũng không muốn làm như vậy vì thế hai người mới hợp kế quyết định rõ con đường ngọc nữ tất nhiên bây giờ có một ngọc nữ xuất hiện thì sẽ được hoan nghênh Bây giờ An Khả khả rất phô trương, có hai trợ lý, một trợ lý cuộc sống, phụ trách sinh hoạt hàng ngày và một trợ lý công tác phụ trách phương diện công việc, đồng thời còn kiêm nhiệm vụ phát ngôn. Mặt khác còn có nhân viên thiết kế thời trang và nhân viên hóa trang đặc biệt, còn có bốn vệ sĩ, tóm lại mỗi lần ra khỏi cửa là cực kỳ hoành tráng. Nhưng bây giờ ở trong phòng khách sạn đế vương cùng An Khả khả chỉ có hai trợ lý, cả hai đều là nữ, cũng không tệ. Cô gái hơn 20 gọi là Kiều Hiểu Phân có xuất thân kiều gia, giống như kiều Phượng Nhi và kiều Hoàng Nhi, nàng được coi là vệ sĩ, nhưng thơ na thủ của nàng tương đối bình thường. Bây giờ nàng được điều đến làm trợ lý cho An Khả Khả, về phương diện khác cũng có thể nói là vệ sĩ theo sát bên cạnh An Khả Khả, vì các vệ sĩ khác đều là nam. Một trợ lý khác gọi là Thái Lan, là một người phụ nữ trưởng thành hơn 30, trước đó là nhân viên nòng cốt trong công ty giải trí của Kiều Đông Hải, bây giờ được điều đi phục vụ đặc biệt cho An Khả Khả lúc này Thái Lan vừa cúp điện thoại, nàng căm giận mắng. Đám phóng viên chết tiệt, sao nhận được tin tức nhanh như vậy? Kiều đại thiếu gia biết chưa? Kiều hiểu phân nhịn không được hỏi. Kiều tiên sinh còn chưa liên lạc được. Thái Lan lắc đầu. Tôi thấy tám phần là tên khốn lạc thành Tuấn làm ra, còn cố ý chọn buổi tối vì không muốn chúng ta biết rõ, nếu không phải tôi lên mạng xem xét, nếu chúng ta đi ngủ thì mai thức dậy không ai không biết. Nhưng bây giờ trên mạng đã được truyền đi điên khùng, dù chúng ta biết thì cũng không có biện pháp, 2 giờ sau sợ rằng không ai không biết. Kiều Hiểu Phân thật sự lo lắng. Đúng rồi, chị Lan, chị đã điện thoại cho Kiều Tiểu Thư chưa? Tôi đã thử điện thoại cho Kiều Đại Thiếu ra nhưng không được, vì vậy chỉ biết gọi cho Kiều Tiểu Thư. Thái Lan tất nhiên hiểu Kiều Tiểu Thư chính là Kiều Tiểu Kiều, vì Kiều Tiểu Kiều cơ bản không quan tâm đến những vấn đề này. Vì thế không phải bất đắc dĩ nàng sẽ chẳng điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. "Chị Lan, không cần gọi nữa." An Khả Khả mở miệng. "Hạ Thiên sẽ đến." "Hạ Thiên sinh sẽ đến à?" Thái Lan hơi sững sờ, nàng biết Hạ Thiên nhưng chưa từng gặp. Nàng biết rõ bây giờ người kiếm tiền nhiều nhất trong công ty của Kiều Đông Hải chính là ma nữ Mộng Mộng, nghe nói cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Mà một ngôi sao tiềm lực nhất trong công ty chính là An Khả Khả cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu hai tin đồn kia là thật, sợ rằng vị hạ tiên sinh kia không phải huỳnh mạnh theo lẽ thường. Chương 912, lộ ảnh giường chiếu. Thái Lan vừa nói ra những lời này thì lập tức phát hiện trong phòng có thêm một người, hơn nữa còn là một người đàn ông, điều này làm nàng hoảng sợ. Nàng định hô người nhưng vừa mở miệng ra đã ngậm lại, vì nàng thấy đối phương đã ôm an khả khả vào lòng. Thái Lan lập tức hiểu ra, người này chính là Hạ Thiên, mà không thể nghi ngờ, tin đồn là không sai. An Khả Khả thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên, còn ma nữ mộng mộng có phải là phụ nữ của Hạ Thiên hay không, nàng còn chưa thể xác nhận. Hạ Thiên sinh, Kiều Hiểu Phân ở bên kia dùng giọng khách khí chào hỏi Hạ Thiên, dù sao nàng cũng là người đến từ Kiều Gia, hiểu khá rõ về Hạ Thiên. Dù Hạ Thiên và An Khả Khả có quan hệ gì hay không thì bọn họ cũng phải khách khí với Hạ Thiên, vì Hạ Thiên là đàn ông của Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Hạ Thiên đã ôm An Khả Khả ngồi xuống, đồng thời còn mở miệng hỏi khả khả, có người ức hiếp em sao? Còn nữa, lúc nãy anh nghe nói trong điện thoại cái gì mà ảnh này nọ? Anh không hiểu. Anh xem thứ này đi. An khả khả cực kỳ uất ức, nàng đưa đến một chiếc máy tính, trên màn hình mở sẵn một trang web, bên trong là một topic với chủ đề lộ ảnh giường chiếu của An khả khả. Trong topic này có nhiều tấm ảnh, tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn thấy một đôi nam nữ đang có những hành vi thân mật, có tấm là hai người ăn mặc thiếu vải nằm ôm nhau, cũng có tấm nằm trên giường, thậm chí còn có một tấm là cả hai đang cùng yêu nhau ở một tư thế khá khó. Nói ngắn gọn thì đây là một tổ hợp những hình ảnh giường chiếu. Người đàn ông trong ảnh còn khá trẻ nhưng Hạ Thiên cũng không nhận ra đối phương, nhưng gương mặt người phụ nữ thì khá quen thuộc, vì đó chính là gương mặt An Khả Khả. Ủa, Khả Khả, sao người này giống em quá vậy? Hạ Thiên dùng giọng ngạc nhiên hỏi. Cũng không phải là em, những tấm hình này bọn họ dùng máy tính ghép lại, Em và tên Khốn Lạc Thành Tuấn này căn bản không quen, vài ngày trước tên này bắt chuyện với em, em không quan tâm đến hắn." An Khả Khả vừa nghe nói như vậy thì cuống cuồng giải thích. "Hạ Thiên, anh phải tin em, em không phản bội anh, em không làm gì với bất kỳ tên đàn ông nào khác, em chỉ có mình anh, anh phải tin em." An Khả Khả vừa nói vừa khóc, sau khi biết được chuyện này thì nàng luôn lo lắng, đối với nàng thì chẳng có gì quá mức phải lo, nhưng nàng sợ Hạ Thiên hiểu lầm. "Khả Khả" em đừng khóc anh có nói người phụ nữ này là em đâu hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn an khả khả em xem ngực của cô ta lớn hơn nhưng không đẹp bằng em làn da của cô ta cũng không ra gì trên người có nhiều vết sẹo thật ra dáng người của người phụ nữ này có chút tương tự như em nhưng anh liếc mắt vẫn có thể nhận ra anh chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao có người giống em như vậy thái lan và kiều hiểu phân ở bên cạnh cũng sinh ra cảm giác quái lạ Hạ Tiên Sinh không phải chỉ quen thuộc thân thể của An Khả Khả ở mức độ bình thường. Điều này thật sự là chuyện tốt, ít nhất thì cũng không có vấn đề gì với Hạ Thiên, nếu không sẽ rất phiền toái. Anh thật sự tin đó không phải là em à. An Khả Khả dùng giọng có chút bất an nói. Tất nhiên là tin, đây vốn không phải là em. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên, nhưng hắn lại ồ lên. Thằng ngu nào tạo ra topic này vậy, vì sao lại nói đó là em? Đúng là cần ăn đòn, Bọn họ cố ý bịa đặt, người này không phải là giống em, bọn họ dùng máy vi tính ghép mặt em vào thân thể người khác, sau đó nói đó là em. Nhưng người ngoài không biết về vấn đề này, vì vậy mà thanh danh của em bị ảnh hưởng. An Khả Khả cuối cùng cũng có chút an tâm, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy lo lắng. Anh nói xem em phải làm sao bây giờ? Trên mạng đầy những tấm ảnh như vậy, sau này em sợ rằng không dám ra đường. Dùng máy tính chỉnh sửa ảnh sao? Đúng rồi, ngày hôm qua cũng có thằng ngu muốn dùng phương pháp đó để ức hiếp chị Hinh, anh đã biến hắn thành thái giám rồi. Hạ Thiên nhớ đến tên Phương Ngọc Quyền trước đó, sau đó thuận miệng nói một câu, hắn cũng không quan tâm. Khả khả, em chỉ cần nói cho mọi người biết đó không phải là mình, như vậy sẽ không sao. Hạ Thiên sinh, không được. Thái Lan ở bên cạnh không khỏi nói. Lạc Thành Tuấn này trước đó đã ba lần tung ảnh nóng với các nữ ngôi sao khác, hơn nữa mỗi lần như vậy đều chứng thực sự việc. Lần này dù chúng ta nói là giả thì người khác cũng không tin. Lạc Thành Tuấn không phải là loại tốt đẹp gì, tên này luôn dùng gương mặt có hơi đẹp trai để lăn lộn trong giới giải trí, nhưng thực tế thì người này cũng chẳng phát triển tốt, kết quả là chỉ biết dùng xì căng đan đánh bóng danh tiếng. Tôi cảm thấy sự việc lần này tám phần do hắn cố ý làm ra, hắn biết công chúng sẽ tin, dù là không tin cũng chẳng có tổn thất gì với hắn, dù thế nào thì hắn cũng thu được lợi tên khốn kia tìm được chỗ tốt thì An Tiểu Thư sẽ thảm thương, danh dự của Hạ Tiên Sinh cũng bị ảnh hưởng, người ta sẽ nói anh bị cắm sừng. Kiều Hiểu Phân cũng mở miệng nói, nhưng nàng nói đến đây và cảm thấy những lời của mình không được tốt lắm, vì vậy chữa lời. Tóm lại chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Việc này coi như không có biện pháp, trừ khi chúng ta xóa đi tất cả tấm ảnh trên mạng, nhưng dù xóa đi cũng không ăn thua, vì sợ rằng người ta vẫn giữ trong máy. Thái Lan có vẻ rất bất đắc dĩ, đối phó với loại thủ đoạn hèn hạ này cũng không có biện pháp chỉ cần xóa tất cả những tấm ảnh đó là không sao à hạ thiên hỏi một câu chỉ cần sao thái lan ngây người sau đó nàng vẫn gật đầu đúng vậy hạ tiên sinh nếu có thể xóa được thì trên cơ bản không có ảnh hưởng nhưng điều này là rất khó cái này cũng không khó trước tiên tôi gọi điện thoại cho tiểu yêu tinh hạ thiên rất có lòng tin với tiểu yêu tinh đây chính là năng lực mạnh mẽ của nàng giao cho nàng đi làm là tốt nhất hạ thiên nói xong thì lấy điện thoại ra bấm số của tiểu yêu tinh chồng chồng anh muốn thưởng cho em sao điện thoại vừa nối thông thì tiểu yêu tinh đã hưng phấn hỏi chồng em giúp anh tìm được ngụy gia hoa anh phải thưởng cho em chứ tiểu yêu tinh có chút uất ức anh không phải quên rồi đấy chứ à chưa quên đợi đến khi anh đến thủ đô sẽ ban thưởng Hạ Thiên thật sự đã quên nhưng không thừa nhận. Đúng rồi, em giúp anh một việc, sau này anh ban thưởng cùng một thể. Hạ Thiên cũng không quan tâm tiểu yêu tinh có đồng ý hay không, hắn nói rõ tất cả, cuối cùng còn hỏi. Vợ, em có thể đảm bảo xóa sạch hình trong mấy đám người kia không? Chồng, tiểu yêu tinh không gì không làm được, em sẽ làm cho những tấm ảnh đó hoàn toàn hư hại. Tiểu yêu tinh tin tưởng 10 phần. chương 913, tiểu yêu tinh vô địch Internet vậy em có thể tìm ra tên nào đã chỉnh sửa hình ảnh hay không hạ thiên lại hỏi chồng cái này thì em không biết nhưng em có thể tìm ra vị trí phát tán những tấm ảnh kia chỉ cần tìm được người phát tán ảnh thì có hơn phân nửa sẽ tìm ra kẻ chỉnh sửa ảnh tiểu yêu tinh nhanh chóng nói chồng cứ như vậy nhé trước tiên em giúp anh làm việc nhớ ban thưởng cho em đấy nhé tiểu yêu tinh cúp điện thoại hạ thiên lại an ủi an khả 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 đừng lo lắng Tiểu Yêu tinh sẽ lập tức xóa những tấm ảnh đó đi. Ừ. An Khả khả lên tiếng, thật ra nàng không biết Tiểu Yêu tinh là ai, cũng không biết đối phương lợi hại thế nào nhưng nàng tin Hạ Thiên đã nói như vậy thì sẽ không có vấn đề. Thái Lan và Kiều Hiểu phân thì không quá tin tưởng, vì các nàng đều cảm thấy xóa hết những tấm hình trên mạng là cực kỳ khó khăn. Tuy những tấm hình kia được đưa lên chưa quá lâu nhưng dù sao cũng được đăng trên các diễn đàn lớn, cũng không biết có bao nhiêu người tải về máy rồi nhưng hai người cũng không quan tâm, thời gian tiếp theo cả hai vẫn liên tục xem xét tình hình trên. An khả khả cũng liên tục xem xét tình hình, tuy bây giờ đã muộn nhưng nàng chưa thấy những tấm hình này biến mất thì nhất định không ngủ được. Ủa? Thái Lan chợt hô lên kinh ngạc. Hình như các topic đã bị xóa, này, diễn giàn Giang Hải đã không còn topic kia. Những trang khác cũng không còn, thật sự không còn. Kiều Hiểu Phân cũng xem xét khắp các diễn đàn rồi liên tục phát ra tiếng hô kinh hoàng trong những trang web giải trí cũng không còn tin tứ vừa rồi thái lan không khỏi cảm thấy hưng phấn đúng là lợi hại chưa mất bao lâu thời gian mà đã xóa tất cả dù điện thoại cho chính đối tượng phát tán hình ảnh cũng không thể xóa nhanh như vậy được kiều hiểu phân thật sự hưng phấn tất nhiên nàng không biết tiểu yêu tinh chỉ tự mình trực tiếp đi xóa các topic nào phải điện thoại cho đối tượng thực tế thì nàng chỉ cần viết ra một chương trình xóa tin tức tương quan chỉ cần tin tức xuất hiện trên các diễn đàn thì bị xóa ngay lập tức đúng là lợi hại, tôi thấy giống như không có cá lọt lưới, mà sao máy tính của tôi lại đen thui thế này. Thái Lan chợt hô lên kinh hoàng. Máy tính của tôi cũng giống như vậy, không tốt, máy tính của tôi hình như bị hách. Kiều Hiểu Phân cũng la lên. Thực tế mỗi người đều có một chiếc máy tính, vì vậy ba người ngồi ba máy. Máy của tôi cũng vậy. An khả khả sướng sờ nhìn máy tính. Sao lại như vậy? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói tiểu yêu tinh vừa rồi đã nói cô ấy sẽ hách tất cả máy tính đã từng xem qua hình ảnh trong topic vừa rồi vì vậy máy của các người cũng khó tránh khỏi số phận thái lan và kiều hiểu phân đưa mắt nhìn nhau tiểu yêu tinh kia là ai sao nghịch thiên như vậy thật sự là cô ấy làm sao an khả khả có chút sững sờ tiểu yêu tinh kia thật sự lợi hại như vậy à cô ấy rất giỏi máy tính là đệ nhất hacker hạ thiên thuận miệng nói nhưng tiểu yêu tinh lợi hại cũng vô dụng lợi hại cũng là vợ hắn, nếu nàng không nghe lời sẽ bị hắn đánh mông, nhưng bây giờ nàng rất nghe lời. Đúng lúc này tiểu yêu tinh điện thoại đến. Trông trông, em đã xóa tất cả hình ảnh, máy tính của những người đã xem qua hình ảnh kia cũng bị em hách, em còn điều tra ra được tên khốn đã chỉnh sửa ảnh, anh thấy em có hợi hại không? Tiểu yêu tinh khoe thành tích trong điện thoại. Rất lợi hại. Hạ thiên tán thưởng một câu, sau đó lại hỏi. Thằng ngu nào chỉnh sửa những tấm ảnh đó? tên này gọi là Lạc Thành Tuấn, máy tính của hắn vẫn online, vì vậy em tìm được những tấm hình nguyên thủy trong máy của hắn, người phụ nữ trong ảnh chính là người đại diện của hắn. Đúng rồi, tên kia cũng đang ở thành phố Giang Hải, đang ở trong phòng 1818 của khách sạn Đế Vương. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Phòng 1818 khách sạn Đế Vương sao? Hạ Thiên nhanh chóng xác nhận, hắn cũng không muốn đến lộn phòng. À, chính là như vậy, chồng, Tên khốn Lạc Thành Tuấn kia không tốt đẹp gì, thường xuyên lừa phen nữ lên giường, nhớ dạy bảo hắn một bài học giúp em." Tiểu Yêu Tinh nói. "Biết rồi, bây giờ anh sẽ đi dạy bảo hắn." Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. "Hạ Tiên Sinh, đã điều tra được ai chưa?" Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Thái Lan không nhịn được phải hỏi một câu. "À, chính là tên ngốc Lạc Thành Tuấn, hắn cũng đang ở trong khách sạn này." Hạ Thiên thuận miệng nói một câu sau đó hắn an ủi an khả khả đừng lo tiểu yêu tinh đã xóa đi tất cả máy tính của người xem cũng bị hách có lẽ không còn gì bên trong nửa giờ trước đó thái lan sẽ không tin những lời này nhưng bây giờ nàng nhìn ba chiếc máy tính bị hách trước mặt mà bắt buộc phải tin nàng cũng hiểu vị hạ tiên sinh này không phải lợi hại bình thường một sự việc khó hơn nhưng hắn thu phục như không an khả khả yêu hắn cũng không có gì là lạ hạ tiên sinh sợ rằng vẫn có phiền toái Thái Lan lại nghĩ đến một vấn đề. Có nhiều phóng viên đã đọc qua tin tức này, dù bây giờ ảnh đã bị xóa nhưng ngày mai bọn họ vẫn có thể phát tin lên báo, tuy không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng bôi xấu thanh danh của An Tiểu Thư. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh, bây giờ đám phóng viên kia thường vẽ rắn thêm chân, dù không có ảnh vẫn có thể ghi bậy. Kiều Hiểu Phân ở bên cạnh cũng nói. Hạ Thiên không khỏi nhìn An khả khả. Những gì bọn họ nói là thật sao? Đúng vậy, ba giờ đám phóng viên kia không gì không làm được, rất nhiều tin đồn bậy bạ do chính bọn họ tạo ra. An khả khả khẽ gật đầu. Nhưng Kiều Đại ca cũng có thể tăng sức ép, không cho các tòa soạn đăng tin bậy bạ. Kiều Tiên Sinh cũng không có khả năng ép tất cả tòa soạn, trừ khi có tin tức lớn gì đó thật sự thu hút, nếu không đám phóng viên kia sẽ chẳng bỏ qua chuyện này. Thái Lan vẫn lo lắng. Tin tức khác. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn hỏi tên Lạc Thành Tuấn kia nhảy lầu tự sát có tính là tin tứ lớn không? chương 914, chết càng nổi tiếng. Lạc Thành Tuấn tự sát sao? Thái Lan chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng hỏi. Hạ tiên sinh, tên Lạc Thành Tuấn kia tuy không biết xấu hổ, cả ngày dùng đủ thủ đoạn làm bậy nhưng cũng vì thế mà danh tiếng rất lớn, nếu thật sự tự sát thì sẽ là tin tức chấn động. Nhưng tôi nghĩ tên khốn không biết xấu hổ kia sẽ chẳng tự sát. Hắn sẽ lập tức tự sát. Hạ Thiên nghiêm trang nói một câu, sau đó hắn ôm An Khả Khả đang ngồi trên đùi đặt xuống một bên. "Khả Khả, anh ra ngoài một chút, lát nữa quay lại." Hạ Thiên chưa nói dứt lời thì biến mất, Thái Lan chợt ngây người, Hạ Thiên sinh này sao như quỷ vậy, đi đến không có chút dấu hiệu nào phát hiện ra được. Kiều Hiểu Phân đã nghe không ít chuyện về Hạ Thiên, tất nhiên cũng nghe nhiều chuyện về năng lực của hắn, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Hạ Thiên này không phải chạy đến ném Lạc Thành Tuấn ra khỏi cửa đấy chứ. An Khả Khả lúc này cảm thấy rất ngọt ngào, nàng biết Hạ Thiên nhất định đang đi xả giận cho nàng, hắn sẽ không để người khác ức hiếp nàng. Khoảnh khắc này Lạc Thành Tuấn ở trong khách sạn Đế Vương cũng rất vui sướng, khi thấy những tấm hình được phát tán như điên trên thì lập tức kéo cô nàng đại diện lên giường chiến đấu, bây giờ mới ngừng lại. An Khả Khả này muốn làm ngọc nữ, ông chào hỏi mà không đưa hàng ra, đúng là muốn chết. Lạc Thành Tuấn đắc ý nói. Đáng tiếc là anh không thể quan hệ với cô ta, bây giờ cô ta rất nổi tiếng, nếu anh thật sự có quan hệ với cô ta, anh sẽ được tăng cát xê lên gấp bội. Người phụ nữ đại diện ở bên cạnh Lạc Thành Tuấn có chút tiếc nuối, đồng thời cũng rất hưng phấn. Nhưng không sao, trước đó anh úp ảnh lên đã chứng minh quan hệ thân mật giữa hai bên, lúc này dù An khả khả phủ nhận thì người ta cũng không tin, dù ban ngành chức năng tương quan có thể khẳng định những tấm hình đó là giả thì mọi người cũng không tin, phải biết rằng bây giờ ban ngành chức năng cũng không có lực tin. Anh cứ tin em, chỉ chưa đến một tuần sau thì anh sẽ nổi lên như cồn. Cũng là em thông minh, anh tìm được một người đại diện như em, đây là chuyện chính xác nhất trong đời anh. Lạc Thành Tuấn vừa nói vừa trắng trợn xoa bóp các bộ phận mẫn cảm của người phụ nữ đại diện. Trước khi gặt mặt người phụ nữ này thì Lạc Thành Tuấn chẳng có chút danh tiếng, nhưng sau khi có nàng, hắn nhờ vào những xì căng đan mà liên tục phát triển. Giới giải trí vốn hỗn loạn, hắn lại khá điển trai, sau đó cấu kết với vài nữ ngôi sao khác làm bậy, cuối cùng lợi dụng danh tiếng của các nàng, hắn cố ý làm mất điện thoại cho người ta nhặt được, xua đó hình và phim nóng được kẻ khác phát tát lên mạng. Từ sau khi những tác phẩm hoành tráng của quán hy được đưa ra ánh sáng thì một số người phát hiện ra một biện pháp lăng xê mới, vì thế mà những năm này ảnh nóng phim nóng xuất hiện như nấm sau mưa. Một số người thuần túy vì trả thù mà xào nấu vấn đề này, Lạc Thành Tuấn muốn làm một quán hy thứ hai, Tất nhiên sẽ không bỏ qua thủ đoạn như vậy. Những ngày trước Lạc Thành Tuấn thấy được An Khả Khả thì giật nảy mình, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi, đáng tiếc là An Khả Khả không thèm quan tâm, điều này làm hắn cực kỳ căm tức. Vì vậy hắn và người đại diện bắt đầu hợp kế, quyết định chơi An Khả Khả, thuận tiện cũng trả thù cho sướng tay. Bọn họ quyết định chụp cảnh giường chiếu của mình, sau đó chỉnh sửa thành gương mặt An Khả Khả, cuối cùng phát tán lên mạng. Đúng như những gì Lạc Thành Tuấn đã dự đoán trên mạng chợt điên cuồng. Đúng là không có biện pháp, ai bảo An Khả Khả bây giờ có danh tiếng như cồn, là ngôi sao ngọc nữ. Anh biết là được. Người phụ nữ đại diện cười quyến rũ. Ngủ đi, ngày mai khi chúng ta thức dậy, danh tiếng sẽ thay đổi. Hai đứa ngốc các người rõ ràng nổi tiếng hơn rất nhiều rồi. Đột nhiên có một âm thanh vang lên trong phòng. Hai người là Thành Tuấn quay đầu lại rồi hầu như cùng kêu lên hoảng sợ nhưng ngay sau đó bọn họ lại phát hiện ra mình căn bản không phát ra âm thanh gì. Tôi nghe nói có vài người chết đi còn nổi tiếng hơn khi còn sống, nếu các người muốn nổi tiếng thì tôi sẽ thành toàn cho. Âm thanh lại vang lên, ngay sau đó hai người lạc thành tuấn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng cuối cùng bọn họ phát hiện mình đang bay trên không. Sân vận động Đại học Giang Hải hôm nay đen kịt một mảnh, lúc này là buổi tồi và nhiệt độ hạ thấp, hơn nữa cũng đã quá 10 giờ, căn bản nơi này không có ai nhưng lúc này trên khán đài lại có một nữ sinh đó là Masako Kimura hình như nàng rất thích ngồi trong bóng đêm những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên Masako Kimura cũng không quay đầu vì nàng chỉ cần nghe là biết người đến là kim dân hạo tiểu thư tôi vừa nhận được một tin tốt kim dân hạo hưng phấn nói anh cảm thấy đối với tôi thì trên đời còn tin tốt sao Masako Kimura cũng không quay đầu lại nàng lãnh đạm hỏi Kim Dân Hạo có hơi ngẩn ngơ, sau đó giọng điệu không còn hưng phấn như vừa rồi, nhưng dù sao cũng phải nói ra. "Tiểu thư, An Khả Khả đã xảy ra chuyện." "Cô ta có thể xảy ra chuyện gì?" Masako Kimura cuối cùng cũng quay đầu nhìn Kim Dân Hạo. "Trên mạng có rất nhiều ảnh nóng, người phụ nữ trong ảnh là An Khả Khả." Kim Dân Hạo nói. "Phải không?" Masako Kimura có chút kinh ngạc. "Ảnh thân mật của Hạ Thiên và An Khả Khả bị người ta đưa lên mạng sao?" không phải là hạ thiên người đàn ông kia là một tên khác gọi là lạc thành tuấn là một nam ngôi sao nghe nói trước đây tên này có khá nhiều tình huống dường chiếu với các nữ ngôi sao khác kim dân hạo có vẻ rất hả hê ha ha hạ thiên bị cắm sừng không cần vui mừng quá sớm ảnh nhất định là giả masako kimura thản nhiên nói an khả khả luôn có vệ sĩ theo sát đám vệ sĩ kia đều do kiều ra phái đi cũng là thủ hạ của hạ thiên chưa nói đến vấn đề An Khả Khả thật sự phản bội Hạ Thiên, dù nàng có năng lực như vậy cũng không có cơ hội. Tiểu thư, dù là thật hay giả thì rất nhiều người sẽ cho là thật. Kim Dân Hạo vẫn hưng phấn. Tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, chúng ta có thể chụp ảnh đám phụ nữ của Hạ Thiên và chỉnh sửa lại, cuối cùng phát tán lên mạng, để cho tiểu tử kia chẳng còn mặt mũi ra đường. Anh cho rằng chiêu thức hạ lưu đó tôi chưa nghĩ qua sao. Masako Kimura hừ lạnh anh nghĩ rằng có tác dụng sao? chương 915, thật sự là không thể chọc vào. Tiểu thư, cô đã nói thân thủ của Hạ Thiên rất cao, nếu trực tiếp tấn công lên người hắn là không thể, như vậy chỉ có thể đả kích tinh thần của hắn mà thôi. Vì vậy chúng ta mới quyết định giết chết đám phụ nữ của hắn, để hắn nếm trải nổi đau vĩnh viễn không quên. Tôi cảm thấy ý nghĩ của mình cũng là một cách tấn công tinh thần, đàn ông mà bị cắm sừng thì cực kỳ đau khổ. Kim Dân Hạo rõ ràng cảm thấy ý kiến của mình là tương đối khá. Masako Kimura hừ khẽ một tiếng. Nếu anh thật sự có bản lĩnh quyến rũ phụ nữ của Hạ Thiên, như vậy mới là đả kích, nhưng đáng tiếc là anh không thể, người khác cũng không. Tôi dám cam đoan, nếu anh có ý đồ như vậy sẽ bị Hạ Thiên xử lý ngay. Nhưng, tiểu thư, làm như vậy ít nhất cũng ép Hạ Thiên mất mặt, dù sao cũng có ảnh hưởng rất lớn với hắn hay phụ nữ của hắn. Kim Dân Hạo có chút không cam lòng bỏ qua ý nghĩ tốt của mình. Quan trọng là chuyện này đơn giản, không bị phát hiện, là chuyện một vốn bốn lời. Đợi đến sáng mai, nếu anh còn phát hiện ra đây là chuyện một vốn bốn lời, như vậy hãy đi làm. Masako Kimura thản nhiên nói. Kim Dân Hạo có chút mê hoặc. Tiểu thư, sao phải đợi đến ngày mai? Masako Kimura không nói gì, với chỉ số thông minh của đối phương mà muốn hiểu ý của nàng thì quá khó đúng lúc này điện thoại của kim dân hạo vang lên hắn nhận máy không biết người bên kia nói gì mà hắn chợt hô lên kinh hoàng cái gì được tôi biết rồi kim dân hạo cúp điện thoại và nhìn masako kimura giọng điệu có chút bất an tiểu thư tất cả hình ảnh trên mạng đã bị xóa những người đang xem ảnh không biết bị dính virus hay gặp phải hacker tất cả đều bị hack xem ra hạ thiên biết chuyện này masako kimura thản nhiên nói tiểu thư đây rõ ràng là tin tức tốt xem ra hạ thiên rất để ý đến chuyện này kim dân hạo lập tức có ý nghĩ mới masako kimura dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kim dân hạo nàng không lên tiếng mà chậm rãi đứng lên sau đó đi xuống khán đài kim dân hạo tất nhiên chạy theo sau vài phút sau hai người đi về phía ký túc xá bây giờ masako kimura quyết định làm một sinh viên tốt vì vậy nàng ở lại ký túc xá đại học giang hải có ký túc xá đặc biệt cho lưu học sinh Masako Kimura, Kim Dân Hạo và Sơn Hà Cương đều ở trong khu ký túc xá như vậy. Kim Dân Hạo vừa đi vào trong ký túc xá thì lại nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe máy thì vẻ mặt của hắn trở nên rất khó coi. Thế nào, lại có tin tức gì không tốt sao? Masako Kimura nhàn nhạt hỏi một câu. Lạc Thành Tuấn chính là nhân vật chính trong những tấm ảnh thân mật với An Khả Khả đã nhảy lầu tự sát. Kim Dân Hạo khẽ nói. Phải không, đúng là trùng hợp. Masako Kimura hừ khẽ một tiếng. Bây giờ anh còn cảm thấy ý kiến của mình là tốt nữa không? Kim Dân Hạo không nói gì, hắn cũng biết trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, Hạ Thiên không đơn giản. Masako Kimura nhàn nhạt, nhạt nói một câu rồi đi qua cửa chính ký túc xá, nàng vứt Kim Dân Hạo đứng lại một mình. Lúc này dưới khách sạn đế vương có vài chiếc xe cảnh sát, vì trước đó 10 phút có người nhảy lầu cũng không phải là một mà là hai, một nam một nữ. Hai người này Trần Như Nhộng có thể nói là trơn bóng. Trước nay bên ngoài khách sạn Đế Vương luôn có phóng viên canh sẵn, khi đám người này biết kẻ chết chính là Lạc Thành Tuấn và người nữ đại diện thì ùa lên. Bọn họ rất hưng phấn, đúng vậy, bọn họ không đau thương cho cái chết của nạn nhân, vì đối với phóng viên giải trí thì chuyện ngôi sao gặp chuyện không may giống như bọn họ dùng cơm, ví dụ như sự kiện hôm nay, ngày mai tin tức này khó tránh khỏi trang nhất kiều hiểu phân lặng lẽ về khách sạn nàng đi lên phòng cao nhất nhưng nàng không thấy an khả khả chỉ thấy thái lan ở phòng tiếp khách lạc thành tuấn nhảy lầu sao khi thấy kiều hiểu phân tiến vào thì thái lan khẽ hỏi ừ tên khốn không biết xấu hổ kia cùng người đại diện nhảy lầu đều chết cả hai trần như nhộng kiều hiểu phân khẽ nói sau đó nàng hỏi hạ tiên sinh và an tiểu thư đâu thái lan chỉ vào bên trong bọn họ đã vào trong hà tiên sinh có lẽ sẽ qua đêm ở đây chị lan chị nói xem lạc thành tuấn thật sự nhảy lầu kiều hiểu phân khẽ hỏi thái lan không đợi kiều hiểu phân nói xong mà cắt đứt lời đừng hỏi nhiều như vậy tóm lại bây giờ sự việc đã xong không liên quan gì đến chúng ta nhớ kỹ dù phóng viên nào hỏi cũng nói không biết đừng làm người ta liên hệ sự việc lần này với an tiểu thư hiểu chưa vâng chị lan kiều hiểu phân khẽ gật đầu thật ra nàng có chút hiếu kỳ, vì phụ nữ luôn là như vậy. Thực tế nàng không nói cũng biết là Thành Tuấn tuyệt đối sẽ không nhảy lầu, việc này ngoài Hạ Thiên ra thì chẳng ai làm được. Thực tế thì Thái Lan cũng biết rõ điều này, Hạ Thiên vừa nói là Thành Tuấn sẽ tự sát, một lát sau Lạc Thành Tuấn thật sự tự sát, đây không phải hắn thì ai làm. Hạ Thiên sinh này thật sự không thể động vào. Thái Lan thầm nghĩ, nhưng lúc này trong lòng nàng cũng có vài phần khoái ý, loại người như Lạc Thành Tuấn chết đi thật sự quá tốt. Ừ, một tiếng rên từ trong phòng ngủ truyền ra, tuy âm thanh không quá rõ ràng nhưng Thái Lan vẫn nghe thấy rất rõ. Được rồi, sự việc kết thúc, chúng ta coi như chưa có gì phát sinh, đi ngủ thôi. Thái Lan nói một tiếng với kiểu hiểu phân, sau đó cùng nhau đi vào một gian phòng ngủ khác. Sau khi đóng cửa phòng lại thì các nàng cuối cùng cũng không còn nghe thấy âm thanh làm người ta đỏ mặt tía tai. Nhưng không nghe được thì chẳng phải sự việc không phát sinh. Lúc này trong phòng ngủ chính nữ ngôi sao nổi tiếng An Khả Khả đã rất xứng danh, nàng cực kỳ chủ động cùng Hạ Thiên. Trong phòng ngủ đèn sáng trưng, làn da trắng muốt như bừng sáng, nhìn qua có vẻ hấp dẫn yêu dị. Những âm thanh thở gấp và rên rỉ của nàng càng làm cho đàn ông phải sôi trào. Đêm nay Hạ Thiên phóng ngựa như bay, hắn công thành nhổ trại, đánh giết An Khả Khả đến mức tơi bời và liên tục cầu xin, cuối cùng mới dừng chinh chiến, giảng hòa, ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ đến sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức Hạ Thiên, hắn cầm điện thoại lên xem, là lãnh băng băng điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ nghe máy. chương 916, mát xa lưng. Băng băng, chỉ có nhà không. Hạ Thiên lần này đổi giọng, hắn không gọi lãnh băng băng là cảnh sát tỷ tỷ. Tôi sẽ về. Đừng, không cần về nhà, tôi chưa về đâu. Giọng điệu của lãnh băng băng có chút huệ hoài. Tối qua tôi ở luôn trong cục công an thành phố, tìm nhân chứng cho lãnh hồng bác, mất rất nhiều thời gian, cũng vừa xong việc. À, lãnh hồng bác kia có việc gì không? Hạ thiên có chút tiếc nuối, thật ra hắn cảm thấy tiểu tử kia tương đối khá, chẳng qua người này tối qua phá hư chuyện của hắn, làm hắn không thể sơi tái được cảnh sát tỉ tỉ. Không có gì, tôi đã tìm người bảo lãnh cho cậu ấy sau thẩm vấn, nhưng vì đề phòng mà tôi đã nói cậu ấy và Vương Vi không nên đến trường, vì thế hai đứa đến ở nhà tôi. Lãnh băng băng khẽ giải thích bây giờ hồng bác và vương vi đã về nhà tôi tạm thời không thể về vì vậy cậu cũng đừng đi cậu đến đó với bọn họ cũng không thích ứng hạ thiên có chút buồn bực băng băng không phải đã xử lý xong rồi à sao không về nhà cả tối chị chưa ngủ bây giờ phải ngủ chứ lãnh băng băng có chú trần trừ sau đó nàng dùng giọng xin lỗi nói chồng thật xin lỗi tôi có chuyện muốn nói với cậu chuyện gì vậy hạ thiên ngây người cảnh sát tỷ tỷ sao lại phải xin lỗi? Nàng nào có làm gì có lỗi với hắn? "Chồng, tôi vốn không muốn tiếp tục làm cảnh sát, nhưng tối qua cục trưởng cục công an thành phố Bỉ Trí Mẫn đã đến xin lỗi, còn nói hy vọng tôi không từ chức. Tôi thấy anh ta rất chân thành vì vậy mà đồng ý, vì thế bây giờ tôi vẫn đi làm ở cục công an quận Đông." Lãnh Băng Băng dùng giọng có chút xấu hổ nói, nàng biết rõ hôm qua Hạ Thiên rất vui vì nghe nói nàng không còn làm cảnh sát, nhưng bây giờ nàng vẫn làm cảnh sát vì vậy hắn không vui nổi. Hạ thiên quả nhiên tức giận, nhưng hắn không nổi giận với lãnh băng băng mà tức tối vì tên bì trí mẫn kia, hắn bất mãn nói. Bì trí mẫn kia đúng là có bệnh, tôi phải đi đánh ông ta. Hạ thiên quả thật cảm thấy bì trí mẫn có bệnh, đúng là cố ý gây khó khăn cho hắn. Trước đó cảnh sát tỷ tỷ đã quyết định không làm cảnh sát, vì sao tên ngốc bì trí mẫn kia lại giữ cảnh sát tỷ tỷ lại. Đừng như vậy, Thật ra cục trưởng Bì cũng chỉ nói như vậy mà thôi, anh ấy cũng không ép buộc tôi tiếp tục làm cảnh sát, chẳng qua tôi thích làm cảnh sát, vì vậy mới đồng ý, không liên quan gì đến cục trưởng Bì. Lãnh Băng Băng vội vàng nói, hôm qua Bì Chí Mẫn bị Hạ Thiên cho ăn đòn, tối qua còn chủ động xin lỗi nàng, nếu bây giờ Hạ Thiên tiếp tục đánh người thì quá mức, vì vậy nàng không muốn sự việc như vậy phát sinh. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Lãnh Băng Băng biết hắn mất vui, vì vậy nàng dịu dàng nói, "Được rồi, đừng tỏ ra không vui, tôi có làm cảnh sát hay khôn thì cũng như nhau mà thôi, chỉ cần có thời gian thì tôi có thể cùng cậu, vẫn như trước kia mà thôi. Nhưng tôi muốn chị làm vợ chuyên trách. Hạ Thiên có chút buồn bực, tối qua cảnh sát tỷ tỷ đã đồng ý làm vợ chuyên trách của hắn, đến hôm nay sự việc lại không giống. Tôi không phải vợ cậu sao? Lãnh băng băng khẽ nói, giọng điệu dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Được rồi, chồng, cục cảnh sát có việc, tôi phải làm việc, nếu rảnh sẽ điện thoại cho cậu ngay lãnh băng băng cúp điện thoại để lại một hạ thiên đang rất bức bối sao vậy an khả khả vươn hai cánh tay tuyến trắng đến nàng dùng bộ ngực không lớn không nhỏ nhưng cực kỳ đàn hồi ép lên lưng hạ thiên hơn nữa còn cố ý ma sát anh điện thoại cho chị băng băng sao đúng vậy hôm qua chị ấy nói sẽ không làm cảnh sát kết quả là vừa nói lại chị ấy vẫn làm cảnh sát hạ thiên buồn bực nói như vậy cũng có gì đâu, em nghe nói chị ấy rất thích làm cảnh sát. An khả khả tiếp tục mát xa lưng đặt thù cho Hạ Thiên, hai bàn tay nhỏ bé còn trà sát lên ngực hắn. Nàng không quen biết lãnh băng băng nhưng cũng đã từng gặp mặt, khi còn ở trong kiều ra cũng được kiều tiểu kiều nói cho biết. Nàng biết Hạ Thiên rất yêu lãnh băng băng nhưng vẫn muốn tranh chấp, bây giờ lãnh băng băng làm cho hắn mất vui, nàng quyết định dùng phương pháp của mình để giúp hắn vui vẻ. Quả nhiên chiêu thức này có hiệu quả, Hạ Thiên gần đây không có bao nhiêu sức lực chống đỡ với vợ mình, hắn bị An Khả Khả kích thích bùng lên lửa tình. Lú này sức chiến đấu quay trở lại, An Khả Khả đã chủ động khơi màu cuộc chiến, đã vậy hắn sẽ cho nàng biết tay. Hạ Thiên lại làm cho An Khả Khả phải mở miệng cầu xin tha thứ một lần nữa, những cảm giác bức bối mà lãnh băng băng mang đến chợt biến mất trong vô hình. Trời, đã chưa chật rồi kìa. An Khả Khả đột nhiên duyên dáng kêu lên một tiếng. Em phải thức dậy ngay, chiều em còn phải đóng phim quảng cáo. An khả khả nói và nhảy dựng lên, nửa giờ trước nàng cầu xin có vẻ mất hết sức lực nhưng bây giờ đã khôi phục lại rất nhiều, tất nhiên cũng vì công sức tẩy tủy của Hạ Thiên. Bây giờ với công lực của nàng thì tốc độ hồi phục thể lực là rất nhanh. Thời gian có vẻ không còn nhiều, em còn phải trang điểm, thử trang phục, sợ rằng không có thời gian ăn cơm. Bây giờ em không thể giúp anh được, anh ngủ một mình đi. An khả khả nhan chóng mặc quần áo tử tế, sau đó nàng chạy ra ngoài để hạ thiên một mình trên giường vài phút sau an khả khả chạy vào này em đã nói với anh tối nay em có thể quay về ủa người đâu rồi an khả khả định quay lại nói tối nay mình có thể quay về cùng hắn nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện trong phòng chẳng có ai giường trống trơn hạ thiên đã biến mất đi cũng không nói một tiếng an khả khả cong miệng nàng biết rõ hạ thiên tám phần là nhảy qua cửa sổ nếu không nàng ở bên ngoài sẽ phát hiện ra. Đúng là lang nhân có số, không biết đi tìm ai rồi. An khả khả thầm nói một câu, sau đó nàng xoay người đi ra. Lúc này Hạ Thiên thật ra cũng vừa rời khỏi khách sạn đế vương, bây giờ hắn chưa muốn ngủ. An khả khả thật sự không thể ở cùng thì hắn phải đi, vì vậy An khả khả vừa ra khỏi phòng là hắn đã mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi phòng. Hạ Thiên muốn về dạy võ cho vương tiểu nha, nàng đã luyện phiêu miểu bộ được hai ngày, có lẽ đã rất tốt rồi. Nhưng hắn lại nhớ mình chưa tẩy tủy cho Liễu Vân Mạn và Thư Tịch. hắn cần phải tìm hai nàng, sau đó cùng tẩy tủy, thuận tiện dạy cả võ công, như vậy sau này cũng không cần quá lo lắng cho an toàn của các nàng. Hạ Thiên có quyết định như vậy, trước tiên hắn lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Vân Mạn. chương 917, phải dùng sức. Hạ Thiên, cậu tìm tôi có việc sao? Liễu Vân Mạn nhanh chóng nhận điện thoại nhưng giọng điệu lại giống như có gì đó không yên, Liễu Vân Mạn thật sự có chút bất an, một người đẹp bác sĩ như nàng thật sự không lo không có đàn ông yêu thương, nhưng hôm trước nàng biết Hạ Thiên đến bệnh viện mà không đến tìm mình, vì thế mà không khỏi có chút lo lắng. Thực tế hắn vừa về thì nàng đã nhận được tin, nhưng hắn về vài ngày mà không điện thoại cho nàng, chẳng lẽ Sắc Lang trước kia luôn muốn lừa nàng lên giường lại nhanh chóng mất hứng như vậy? Khi trong lòng bùng lên ý nghĩ như vậy thì Liễu Vân Mạn cảm thấy có chút hoang đường, nàng cũng sợ đàn ông không cần mình sao? với gương mặt này, dáng người này thì không biết có bao nhiêu đàn ông đang thèm thuồng muốn đâm đầu vào. Vấn đề là Liễu Vân Mạn có ưu thế tuyệt đối trước phần lớn đàn ông nhưng lại không có ưu thế khi so sánh với những người phụ nữ khác của Hạ Thiên. Chưa nói đến ai khác, chỉ tính riêng cô cô xinh đẹp của nàng, dù là dung mạo hay dáng người cũng hơn hẳn nàng, đồng thời còn có năng lực đánh đấm khủng bố, dù cô cô không hiểu chuyện đời nhưng đàn ông lại cực kỳ ưa thích những phụ nữ ngốc như vậy. Bây giờ nhận được điện thoại của Hạ Thiên, Liễu Vân Mạn khẽ thở ra, trong lòng có chút lo lắng, không phải điện thoại đến chia tay đấy chứ. Chị Vân Mạn, bây giờ chị đến chỗ Tiểu Kiều được không? Hạ Thiên mở miệng nói, hắn nghe thấy nhịp tim hơi gấp của Liễu Vân Mạn ở phía bên kia nhưng lại chẳng thấy có gì không đúng. Chị Vân Mạn nhận được điện thoại của hắn thì chắc chắn sẽ rất vui, mà vui thì sẽ có hoi kích động, điều này là bình thường. Đi đến chỗ Tiểu Kiều sao? À, được, tôi sẽ đi ngay liễu vân mạn có chút mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý cuối cùng nàng còn hỏi một câu bây giờ cậu đang ở trong nhà của tiểu kiều sao không nhưng tôi sẽ nhanh chóng quay lại hạ thiên vội vàng nói à vậy thì được tôi sẽ sang ngay lát nữa gặp liễu vân mạn nhanh chóng an tâm trong lòng thầm mắng mình cả ngày miên man suy nghĩ cái gì căn cứ vào những gì nàng hiểu về hạ thiên sợ rằng sắc lang kia sẽ chiếm lấy và không cho nàng rời đi nào có thể chủ động nói lời chia tay sau khi liếu vân mạn cúp điện thoại thì hạ thiên gọi cho thư tịnh làm gì vậy một lúc lâu sau thư tịnh mới lớn tiếng nhận điện thoại tôi đang học vợ tịnh tịnh bây giờ chị đến nhà tiểu kiều tôi tìm chị có việc hạ thiên nhanh chóng nói tôi không đi thư tịnh hừ một tiếng nàng không ngu như vậy nàng sẽ không chủ động đưa mình vào miệng sói thư tịnh không đợi hạ thiên nói tiếp mà nhanh chóng mở lời tôi không nói với cậu nữa, tôi phải học. Thư tịnh nói xong thì cúp điện thoại, điều này làm cho Hạ Thiên buồn bực, vợ tịnh tịnh này sao khôn được như chị Vân Mạ, rõ ràng không chịu nghe lời. Hạ Thiên không tiếp tục điện thoại cho thư tịnh, đối với loại vợ không nghe lời này thì đôi khi phải dùng thủ đoạn cưỡng chế, vì vậy hắn quyết định trực tiếp đi tìm thư tịnh. Vài phút sau, Đại học Thể dục Thể thao. Thư tịnh vừa ra khỏi phòng học và đi đến căn tin, hôm nay cũng như mọi ngày, trên đường có rất nhiều người nhìn nàng đúng là không có biện pháp, nàng thật sự quá bắt mắt, cũng không phải nàng cực kỳ xinh đẹp, dù thực tế nàng đặc biệt xinh đẹp thì mọi người nhìn chầm chầm vào nàng chỉ vì bốn tên vệ sĩ, đi học mà mang theo bốn vệ sĩ, điều này tuyệt đối làm cho người ta chú ý. Thư tịnh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bốn vệ sĩ này không phải nàng mời đến, cũng không thể đuổi bọn họ đi. Nàng định nói với Hạ Thiên đuổi đám người này đi, nhưng kết quả là nàng điện thoại và biết đối phương đã ra nước ngoài. Cứ như vây mà một tháng qua nàng đã chậm rãi có thói quen sinh hoạt của đại nhân vật, nàng giống như một đại tiểu thư con nhà giàu phô trương thanh thế, mỗi ngày đến căn tin đều có vệ sĩ theo sau. Nghe nói trên mạng có nhiều người mắng nàng, nhưng nàng không quan tâm, coi như không phát hiện ra. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên điện thoại đến nói thư tịnh phải đi đến nhà kiều tiểu kiều, điều này làm cho nàng tương đối bất mãn, người này coi nàng là vợ bé bất cứ lúc nào cũng có thể chịu hồi sao. Hắn ra nước ngoài cả tháng rồi trở lại, Bây giờ tìm đến vợ bé như nàng. Nàng mặc kệ, tuy đối phương cho nàng 10 triệu, nhưng nàng nào có bán mình. Sắc Lang kia không biết về khi nào, cũng không điện thoại, dù mình thật sự là vợ bé cũng không qua. Thư Tịnh thầm nghĩ, đúng lúc này Thư Tịnh chợt nghe được một tâm thanh. Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh sao? Không thể nào. Thư Tịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nàng phát hiện Hạ Thiên đang đứng trước mặt, vì vậy mà hoảng sợ, Lưu Manh đến đây khi nào? cậu 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 đến đây khi nào thư tịnh lắp bắp lưu manh này xuất hiện quá đột nhiên vợ tịnh tịnh chị không ngoan hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn thư tịnh tôi điện thoại cho chị qua sao chị không sang sao tôi phải sang sao cậu không sang tìm tôi tôi không qua đấy ơ cậu làm gì vậy thư tịnh thở phì phò nói vài câu sau đó nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bấng vì vậy mà không khỏi hô lên kinh hoàng cho các anh nghỉ ngơi vài ngày hạ thiên nói với đám vệ sĩ rồi ôm thư tịnh chạy đi này cậu làm gì vậy thư tịnh luống cuống lưu manh này không phải sẽ dùng sức cưỡng đoạt đấy chứ vì chị không ngoan nên tôi không nói hạ thiên vừa chạy vừa nói tốc độ hắn rất nhanh vì vậy một lúc sau đã đến biệt thự của kiều tiểu kiều hắn đi vào phòng ngủ rồi đặt thư tịnh lên giường á thư tịnh thét lên kinh hãi xong rồi lần này xong rồi lưu manh thật sự muốn dùng sức vậy phải làm sao Hạ Thiên ca ca, anh đã quay lại. Một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, Thư Tịnh nghe được âm thanh này mà an tâm hơn, thì ra trong phòng còn có người. Thư Tịnh ngồi thẳng người lên, sau đó nàng thấy trong phòng có một cô bé cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ, có lẽ hơn 10 tuổi. Vợ Tịnh Tịnh, chị muốn tự mình cởi quần áo hay để tôi giúp? Hạ Thiên mở miệng nói. Thư Tịnh lập tức choáng váng, không thể nào lưu manh này sao có thể làm chuyện ấy với nàng trước mặt cô bé đáng yêu như vậy. chương 918, lưu manh này không hư hỏng như vậy. Cậu, cuối cùng cậu muốn gì? Thư tịnh vô thức dịch người, nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, đồng thời còn nhìn ra cửa, trong lòng đang tính toán khả năng chạy trốn. Nhưng Thư tịnh nhanh chóng phát hiện ra tỷ lệ chạy trốn của mình bằng không, nếu lưu manh Hạ Thiên thật sự sử dụng sức mạnh thì nàng nhất định khó thể thoát, vì vậy lúc này nàng đang suy xét xem có nên hô cứu mạng hay không. Hạ Thiên ca ca, có phải anh cũng giúp chị ấy tẩy tủy? Thư Tịnh cuối cùng cũng không hô cứu mạng, lúc này cô bé lại mở miệng. Cô bé kia tất nhiên là Vương Tiểu Nha, nàng đang chờ Hạ Thiên trở lại dạy võ cho mình, vì vậy mà Hạ Thiên vừa về thì nàng đã phát hiện ra ngay. Đúng vậy, em chờ anh tẩy tủy cho chị ấy xong, lát nữa tẩy tủy cho chị Vân Mạn, sau đó sẽ dạy võ cho em hạ thiên giải thích một câu tiểu nha em ra ngoài trước nếu thấy chị vân mạn đến đây em bảo chị ấy chờ anh một giờ vâng hạ thiên ca ca em biết rồi vương tiểu nha lên tiếng sau đó nàng chạy ra ngoài thư tịnh lại rất mê hoặc này các người rốt cuộc nói gì vậy cái gì là tẩy tủy và học võ sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy nói một cách đơn giản thì tôi sẽ cải tạo cơ thể của chị sau đó đào tạo chị thành một cao thủ Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Vợ tịnh tịnh, chị đừng hỏi nhiều như vậy, mau cởi quần áo, nếu không chút nữa quần áo giờ bẩn thì đừng trách. Tôi, tôi không cởi. Thư tịnh đi lùi ra phía sau, nàng vô thức dùng hai tay ôm ngực dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, nàng cảm thấy lưu manh này có hơn phân nửa là lừa gạt nàng cởi quần áo và chiếm tiện nghi. Vợ tịnh tịnh, chị không ngoan một lần sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thư tịnh. Thôi được, để tôi cởi giúp chị không cần. Thư tịnh chợt kinh hoàng, sau đó nàng lớn tiếng kháng nghị, nhưng nàng chợt phát hiện mình không thể động đậy gì được, vì vậy mà muốn kêu lên hoảng hốt. Cứu! Chữ cứu mạng còn chưa nói hoàn thiện thì thư tịnh phát hiện mình không nói gì được nữa, lúc này Hạ Thiên đã dùng tốc độ nhanh chóng để cởi quần áo của nàng. Thư tịnh chợt khóc không ra nước mắt, lưu manh này rõ ràng là làm thật, hắn sao lại như vậy? Nàng còn chưa đồng ý làm vợ bé của hắn, đây không phải là ép xuyên sao? Thư tịnh cảm thấy khó chịu, thật ra từ sau khi Hạ Thiên cho 10 triệu tiêu vặt thì nàng đã ý thức được vấn đề, nàng khó thoát khỏi bàn tay của tên lưu manh này. Hơn nữa hắn lại cho 4 tên vệ sĩ đến nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này nàng muốn chạy cũng khó. Nhưng trước đó nàng cũng không muốn kiên quyết thoát ly quan hệ với Hạ Thiên, vì thực tế hắn vẫn còn nhiều điểm hấp dẫn, đặc biệt là năng lực thần kỳ. Từ khi Hạ Thiên phát huy khả năng đánh bại Trần Trí Cương ở sân bóng rổ thì trong lòng nàng đã có ấn tượng về hắn nhưng người này óc yêu khuyết điểm quá rõ ràng, hơn nữa hắn còn là một kẻ lăng nhăng. Điều làm cho thư tịnh canh cánh trong lòng chính là hắn còn chê nàng không đủ xinh đẹp, điều này làm thư tịnh sinh ra bất mãn với hắn, không muốn đi vào khuôn khổ của hắn quá nhanh. Trước đó Hạ Thiên dù thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng nhưng tốt xấu gì cũng không dùng sức mạnh để cưỡng đoạt, điều này làm cho cảm tình của nàng về hắn khá hơn một chút. Nàng nghĩ rằng lưu manh này dù háo sắc nhưng vẫn tôn trọng mình, nàng thấy hắn thật ra đang theo đuổi mình mà thôi, chẳng qua phương pháp có hơi khác biệt so với bình thường. Nhưng hôm nay Lưu Manh dùng sức mạnh, điều này làm cho Thư Tịnh cảm thấy thất vọng, cũng có chút hủy khuất, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn lầm người. Trước kia nàng chỉ thấy đối phương háo sắc nhưng không thấy gì quá xấu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hắn đặc biệt xấu xa, đặc biệt là khi hắn cởi sạch quần áo của nàng, nàng cảm thấy hắn xấu xa từ đầu đến chân, thậm chí nàng còn sinh ra ý nghĩ muốn báo cảnh sát bắt hắn một phút đồng hồ sau thư tịnh còn cảm thấy hạ thiên xấu đến tận khung xương lưu manh này rõ ràng còn muốn dùng kim đâm mình nhưng vài phút sau thư tịnh lại phát hiện sự việc không giống như trong tưởng tượng của mình hạ thiên cầm hai cây châm liên tục đâm lên người nàng nhưng nàng không sinh ra cảm giác đau ngược lại còn cảm thấy cơ thể biến hóa lúc này nàng mới nhớ hạ thiên là thần y chẳng lẽ lưu manh này thật sự tẩy tủy gì đó cho nàng nửa giờ sau khi thư tịnh cảm thấy một luồng khí kỳ quái phóng vào người mình Đồng thời thấy làn da sạch đẹp của mình liên tục chảy ra chất đen thì hiểu ra, Hạ Thiên nói quần áo của nàng sẽ bị dơ bẩn thì ra là sự thật. Thì ra mình không nhìn lầm người, lưu manh này chẳng hư hỏng như vậy. Thư Tịnh chợt sinh ra cảm giác muốn khóc, lúc này nàng lại vui sướng. Khi Hạ Thiên ôm vào phòng tắm thì nàng cũng không tức giật, nếu là trước đó nàng sẽ nổi giận vì Hạ Thiên chiếm tiện nghi, nhưng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, trong lòng của nàng chợt phát sinh biến hóa. Vợ Tịnh Tịnh Trước tiên chị ăn mặc lại cho tử tế rồi ra ngoài chờ, không nên chạy loạn. Trước tiên tôi giúp chị Vân Mạn tẩy tủy, sau đó sẽ cùng dạy võ cho mọi người. Hạ Thiên tắm rửa cho Thư Tịnh xong thì cũng không thể nào thưởng thức tư thái thanh xuân của nàng, hắn khôi phục năng lực hoạt động cho nàng rồi đi ra phòng ngủ. Liễu Vân Mạn đã sớm đến đây, lúc này nàng đã hiểu Hạ Thiên muốn làm gì, tất nhiên cũng vì Vương tiểu nha nói cho nàng biết. Nàng là người đã sớm phát sinh quan hệ thân mật với Hạ Thiên vì vậy tất nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề lột trần trước mặt hắn. Lại một giờ sau Hạ Thiên đã thuận lợi hoàn thành tẩy tủy cho Liễu Vân Mạn, trong thời gian đó Thư Tịnh cũng hiểu rõ chân tướng sự việc từ Vương Tiểu Nha, vì vậy mà nàng có chút hối hận, sao mình lại nghĩ rằng Hạ Thiên hư hỏng như vậy. Hắn thật ra luôn nghĩ tốt cho mình. Sự việc sau đó dễ dàng hơn rất nhiều, vì Hạ Thiên chuẩn bị dạy võ cho ba bà vợ mà một cô bạn gái nhỏ, vì vậy Kiều Tiểu Kiều đã sắp xếp một gian phòng khá lớn coi như dùng để luyện công. Trước tiên hắn dạy Liễu Vân Mạn và Thư Tịnh nội công, Liễu Vân Mạn học rất nhanh vì nàng có xuất thân từ thế gia trung y, rất quen thuộc kinh mạch, vì vậy mà chưa mất nửa giờ đã học xong. Thư Tịnh thì mất gần một giờ. Sau quá trình dạy nội công thì Hạ Thiên đưa bốn nàng về phòng luyện công. Lúc này trong phòng luyện công ngoài bốn người thì còn có Kiều Phượng Nhi, vì muốn thắng Hạ Thiên mà nàng phải đến thám thính. Khi thấy tình cảnh trước mắt thì Kiều Phượng Nhi thật sự không biết nói gì, sắc lang Hạ Thiên định mở lớp dạy vợ sao. Chương 919, lớp học cấp tốc dành cho các bà vợ. Kiều Phượng Nhi hình dung rất chuẩn xác, bây giờ Hạ Thiên thật sự mở lớp dạy võ cho các bà vợ, nhưng nếu nói một cách nghiêm khắc thì HPRI là lớp dạy võ cấp tốc cho các bà vợ. Mục tiêu của Hạ Thiên là bảy nhi có thể làm cho vợ đánh bại Kiều Phượng Nhi, mà mục tiêu này rõ ràng làm cho Kiều Phượng Nhi sinh ra áp lực rất lớn. Lúc bắt đầu khi Hạ Thiên đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi, khi đó Kiều Phượng Nhi cảm thấy mình thắng chắc cảm thấy một người trước nay chưa từng luyện võ mà học một tuần thì lợi hại hơn mình. Đây căn bản là chuyện đáng cười, những chuyện thế này sẽ tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng sau khi Kiều Phượng Nhi thấy Vương Tiểu Nha chỉ mất hai ngày đã luyện xong phiêu miểu bộ thì cảm thấy cực kỳ bất an, Tiểu Nha đầu kia sao luyện nhanh như vậy. Ngày hôm qua nàng cảm thấy Vương Tiểu Nha rất nhanh, nhưng chỉ nhanh hơn nàng một chút mà thôi, ít nhất nàng cũng thấy rõ bộ pháp của đối phương. Nhưng bây giờ Vương Tiểu Nha chạy trong phòng, nàng không thể nào thấy cước bộ của đối phương. Hạ Thiên còn chưa trở lại, Kiều Phượng Nhi thấy Vương Tiểu Nha chạy như bay trong phòng thì không nhịn được phải hỏi. Này, em cần liều mạng luyện công như vậy sao? Chị và sắc lang Hạ Thiên đánh cuộc, đâu phải chị đánh cuộc với em. Hạ Thiên ca ca là chồng tương lai của em, chị và Hạ Thiên ca ca đánh cuộc, như vậy khác gì đánh cuộc với em? Tất nhiên em muốn thắng chị, còn nữa, em phải cạnh tranh với quá nhiều người đẹp, áp lực của em là rất lớn, nếu em không thắng, lỡ may Hạ Thiên ca ca không thích em nữa thì sao? Vương Tiểu Nha dấp có lý do. Kiều Phượng Nhi cảm thấy rất khó hiểu, không phải mình thật sự bại trong tay bé con này chứ. Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên dạy bảo kỹ thuật chiến đấu cho Vương Tiểu Nha mà không khỏi cúi đầu nhìn bộ ngực đã vượt quá tiêu chuẩn của mình. Nếu ngựa còn tiếp tục lớn hơn, như vậy còn ra đường gặp người được sao? Vài ngày kế tiếp Hạ Thiên Hầu như đặt tất cả tinh lực lên sự kiện dạy võ cấp tốc cho các bà vợ hắn muốn dạy võ cho bốn bà vợ, hơn nữa tốc độ tiến triển của mọi người không đồng đều, thực tế phải tách ra dạy riêng, vì vậy mà hao tổn rất nhiều tâm tư. Kết quả là những ngày này hắn không có thời gian đến với cảnh sát tỷ tỷ, căn bản không rời khỏi kiều gia. Những ngày qua kiều Phượng Nhi cũng dành phần lớn thời gian để xem xét thật chặt chẽ, khi thời gian qua đi từng ngày thì nàng càng lo lắng, lưu manh chết tiệt kia không biết sử dụng thủ đoạn gì mà mọi người cầu tiến nhanh như vậy khi thấy giao ước một tuần với hạ thiên sắp đến kiều phượng nhi cuối cùng cũng không nhịn được sáng hôm nay bốn bà vợ của hạ thiên đều đang luyện tập hắn tạm thời không có việc gì làm chỉ biết ở bên cạnh nhìn kiều phượng nhi tiến lên nói này chúng ta thương lượng một chuyện được không em không phải là vợ của anh sao anh phải thương lượng với em hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kiều phượng nhi kiều phượng nhi đáng thương thiếu chút nữa đã bị những lời này của hạ thiên làm cho nghẹn chết chẳng phải chỉ làm vợ mới được thương lượng với hắn đấy chứ hạ thiên lúc này cũng nhớ đến đánh cuộc với kiều phượng nhi hắn nói thêm này em nhớ cho rõ ngày mai em luận võ với tiểu nha xong thì chuẩn bị sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho anh này tôi cũng muốn thương lượng với anh về chuyện này kiều phượng nhi thở phì phò nói làm gì vậy em muốn nhận thua sao hạ thiên mở miệng hỏi nể mặt em làm vệ sĩ của vợ anh lúc này anh khuyên em nên nhận thua tiểu nha vừa mới luyện công ra tay không biết nặng nhẹ nếu em bị thương thì sẽ không tốt lắm ai nói tôi nhận thua kiều phượng nhi vội vàng phản bác tôi sẽ không nhận thua chẳng qua chỉ muốn đổi người luận võ mà thôi anh muốn đổi người luận võ sao hạ thiên có chút kỳ quái sau đó dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn kiều phượng nhi không phải em muốn luận võ với anh đấy chứ tất nhiên không phải kiều phượng nhi có chút tức giận nàng cũng không ngốc như vậy luận võ với hạ thiên sao chẳng phải tìm tai vạ à khi thấy hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một kẻ ngốc nhìn mình thì kiều phượng nhi cảm thấy rất bức bối lưu manh này đúng là đầu óc có vấn đề lại dám coi mình là kẻ ngu đúng là buồn cười kiều phượng nhi vì muốn chứng minh mình không phải là kẻ ngốc nên chỉ vào một người tôi muốn luận võ với cô ấy tất nhiên kiều phượng nhi không chỉ vào vương tiểu nha nàng cũng không muốn luận võ với cô bé kia Đối tượng của nàng là Thư Tịnh, vài ngày nay Thư Tịnh rất nghe lời, nàng một mực ở lại đây luyện võ. Thư Tịnh đang luyện tập và thấy Kiều Phượng Nhi chỉ vào mình, nàng có chút buồn bực, chẳng lẽ Kiều Phượng Nhi cho rằng nàng là tình địch, muốn cùng mình quyết đấu sao? Nhưng những ngày này nàng cũng biết được nhiều chuyện, biết Kiều Phượng Nhi là vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, không liên quan gì đến Hạ Thiên. Hơn nữa dù Kiều Phượng Nhi thật sự có quan hệ không bình thường với Hạ Thiên thì cũng không nên coi nàng là mục tiêu trong phòng còn có Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh, sao không tìm các nàng mà luận võ? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu, sau đó hắn mới lên tiếng. Xem ra em cũng không ngốc, biết rõ vợ tỉnh tịnh công phu kém nhất, vì vậy muốn cùng luận võ với vợ tỉnh tịnh. Ai nói tôi biết rõ chị ấy kém cỏi nhất, tôi chỉ thấy tiểu nha còn nhỏ, thắng cũng không vinh quang gì. Tôi và chị Thư Tịnh cũng không quá cách bi hệ tuổi tác, tôi muốn luận võ với chị ấy. Kiều Phượng Nhi vội vàng nói. Cái gì, chị căn bản không thắng được tôi, không tin thì bây giờ chúng ta thử một trận. Vương Tiểu Nha cũng dừng luyện võ, cũng không biết nàng có động tác gì mà xuất hiện trước mặt rồi dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Tuy đến hôm nay chỉ mới là 6 ngày nhưng tôi có thể đánh bại chị. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, Tiểu Nha này quá kiêu ngạo. Thư tịnh cũng rất bức bối, thì ra Kiều Phượng Nhi thấy nàng dễ ức hiếp. Em sợ thì cứ nhận thua, anh sẽ không thay người luận võ, ngày mai em sẽ phải luận võ với tiểu nha. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói, hắn cũng không chiều theo ý Kiều Phượng Nhi. Không thể nghi ngờ trong khóa dạy cấp tốc của Hạ Thiên thì Vương Tiểu Nha có tố chất luyện võ tốt nhất. Mặt khác nàng còn nhỏ tuổi, độ tuổi này thích hợp luyện võ, nàng cũng thích luyện võ, vì vậy mà cầu tiến rất nhanh. Kiều Phượng Nhi có thể thấy rất rõ ràng, Hạ Thiên cũng thấy rất rõ. Còn Thư Tịnh, đáng lý ra tư chất của nàng cũng không kém, so ra còn mạnh hơn cả Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh, vì nàng bình thường thích thể thao, là người đẹp thể thao, so sánh với một bác sĩ như Liễu Vân Mạn và một người ngồi trong phòng làm việc cả ngày như Tôn Hinh Hinh thì đáng lý ra phải cầu tiến nhanh hơn. Nhưng thực tế nàng lại phát triển chậm nhất, điều này làm cho Hạ Thiên nghĩ không ra, vợ tịnh tịnh sao lại ngốc như vậy. chương 920, băng băng lại có phiền não. Không đổi thì thôi, tôi chắc chắn sẽ không thua. Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên không chịu đổi thì thở phì phò nói một câu, sau đó xoay người đi ra. Hạ Thiên lại nhìn Thư Tịnh, hắn dùng lời lẽ thấm thiên nói. Vợ tịnh tịnh, chỉ phải chăm chỉ một chút, chị xem Kiều Phượng Nhi muốn ức hiếp rồi kìa. Tôi biết rồi. Thư Tịnh cũng rất muốn mìn mạnh lên, trước đó nàng không cảm giác mình không bằng tôn hinh hinh và liễu vân mạn, nhưng bây giờ nàng phát hiện Kiều Phượng Nhi muốn ức hiếp mình, vì vậy mà tâm tính hiếu thắng cũng bùng phát. Thư Tịnh nhìn Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đang chăm chú luyện võ, nàng nói với Hạ Thiên: "Cậu đến dậy lại một lần nữa, tôi còn chưa nhớ rõ động tác." Thư Tịnh biết mình không bằng Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn, không phải vì nàng ngốc mà sắc lang Hạ Thiên này thật sự không thành thật, hắn làm hết phận sự dạy bảo nhưng vấn đề là có hơi quá chức phận. Hắn dạy các nàng động tác và hay uốn nắn, đến lúc này bắt buộc phải tiếp xúc thân thể, rất nhiều lần hắn nói dạy các nàng võ công nhưng thực chất giống như cố ý chiếm tiện nghi tuy vài ngày trước thư tịnh đã bị hạ thiên cởi một lần sau đó còn giúp nàng tắm rửa nhưng sau đó nàng thầm coi đó chỉ là một thầy thuốc giúp nàng cải tạo cơ thể mà thôi sau khi nàng nghĩ như vậy thì không còn quá xấu hổ điều này làm nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và hạ thiên là không quá thân mật nhưng vì thư tịnh có cảm giác chưa đủ thân mật nên khi hạ thiên dạy võ nàng cảm thấy khó thích ứng khi những bộ vị trên người bị đụng chạm thường làm nàng phân tâm vì vậy mà không thể chuyên tâm luyện võ rất cần thiên phú, nhưng dù có thiên phú mà không chăm học thì vẫn không tốt. Tuy thiên phú của thư tịnh mạnh hơn so với Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn, nhưng Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đã sớm có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, dù hắn có đụng chạm thì các nàng cũng không xấu hổ, tất nhiên cũng sẽ chẳng phân tâm vì bất kỳ động tác nào của hắn. Thực tế một động tác nho nhỏ của Hạ Thiên cũng làm các nàng cảm thấy vui sướng. Vì vậy mà thư tịnh so ra kém Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn cũng là bình thường, nhưng bây giờ thưa tịnh quyết định rèn luyện cho tốt nàng bị người ta cho rằng dễ ức hiếp đúng là quá mất mặt mình bị hắn xem sạch hơn nữa còn bị sờ tất tần tật cũng chỉ thiếu lên giường cùng hắn bây giờ bị đụng chạm vài cái thì có gì là không đúng thưa tịnh an ủi mình vài câu như vậy tất nhiên cũng vì như thế mà tình hình khả quan hơn khi hạ thiên dạy võ cho nàng dù vẫn là sờ mó va chạm nhưng nàng không còn phân tâm như trước hạ thiên tiếp tục dạy bảo các bà vợ cấp tốc rèn luyện Kiều Phượng Nhi ở dưới lầu lại cảm thấy bức bối. Ngày mai sẽ tỉ võ, xác suất thắng của nàng hình như ngày càng nhỏ, nàng phải làm sao bây giờ? Lúc này cũng không phải chỉ có một mình Kiều Phượng Nhi cảm thấy tâm tình không tốt, trong phân cục công an quận Đông, tâm tình của lãnh băng băng cũng không được khá cho lắm. Lãnh băng băng tâm tình không tốt cũng chẳng vì nguyên nhân công tác, bây giờ nàng vẫn còn là phó cục trưởng cục công an quận, nhưng cục trưởng cục công an thành phố bị trí mẫn bây giờ rất khách khí với nàng, vì vậy quyền lực của nàng ở phân cục chẳng khác nào một cục trưởng. Những ngày qua Hạ Thiên đều không tìm đến lãnh băng băng, nhưng điều này cũng không làm cho lãnh băng băng cảm thấy vui, vì nàng biết rõ những ngày qua Hạ Thiên đang làm gì, trong lòng ngoài nhiều khi có chút ghen tuông thì cũng không có ý nghĩ gì khác với Hạ Thiên. Điều chính thức làm lãnh băng băng cảm thấy phiền não chính là chuyện của em họ lãnh hồng bác, cũng chính là chuyện lãnh hồng bác dùng dao gọt trái cây đâm người. Vụ án này vốn chẳng có gì phiền toái, Hà Trấn bị lãnh hồng bác đâm một dao cuối cùng cũng được bệnh viện cứu chữa, đã không còn chết người, hơn nữa lãnh hồng bác phòng vệ lúc tự vệ, theo lý sẽ không gặp phải phiền toái gì. Trước đó lãnh băng băng vì ổn thỏa còn tìm nhiều nhân chứng, đã chứng minh lãnh hồng bác vì tự vệ mà ra tay, vì thế dù đâm người, bây giờ người không chết, tối đa chỉ phải trả tiền viện phí mà thôi. Lãnh băng băng cảm thấy lãnh hồng bác khá may mắn, nếu chỉ bồi thường tiền thuốc men thì nàng vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng hôm nay Hoàng An Bình điện thoại cho nàng, sự việc có chút biến hóa, vì gia trưởng của đối phương đến náo loạn, chỉ sợ sẽ phát sinh phiền toái. Vụ án này vẫn luôn do Hoàng An Bình phụ trách, nghe nói vài ngày trước cha mẹ Hà Trấn đã lên thành phố Giang Hải. Lúc bắt đầu cha mẹ Hà Trấn không nói gì nhiều, nhưng hôm nay nhiều tờ báo Giang Hải đồng loạt đưa tin, tiêu đề là vở kịch cố ý giết người đến phòng vệ chính đáng. Tin tức này miêu tả hình tượng lãnh hồng bác vì tranh giành tình nhân mà cố gắng trả thù Hà Trấn, tất nhiên Hà Trấn trở thành kẻ bị hại. Tin tức còn ám hiệu cảnh sát bao che lãnh hồng bác, thậm chí còn nói lãnh hồng bác có thân thích là quan lớn, dù không điểm danh nhưng rõ ràng tin tức kia chỉa vào lãnh băng băng. Hoàng An Bình nói rõ với lãnh băng băng, hôm nay cha mẹ Hà Trấn đến cục công an, bọn họ nói rõ không muốn lãnh hồng bác bồi thường tiền thuốc men, bọn họ chỉ muốn lãnh hồng bác ngồi tù, vì Hà Gia không thiếu tiền. Điều này làm cho lãnh băng băng cảm thấy phiền, nàng không ngờ đám người này làm sai mà muốn dựa vào tiền để đổi trắng thay đen. Nàng tì nguyện bồi thường tiền thuốc men xem như đã nhượng bộ, đối phương còn muốn ép lãnh hồng bác vào tù sao. Dù quan hệ giữa lãnh băng băng và cậu em họ lãnh hồng bác không tính là tốt, nhưng dù là thế nào thì lãnh hồng bác cũng là em họ của nàng, nàng cũng không thể chịu đựng được loại sự việc như vậy phát sinh, hơn nữa lãnh hồng bác là một đứa em họ duy nhất của nàng. Tiếng đập cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của lãnh băng băng, nàng ngẩng đầu và phát hiện Đồng Giang đang đứng ngoài cửa. Có chuyện gì? Lãnh băng băng mở miệng hỏi. Cục trường, có người tự xưng biết rõ vụ nổ ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ, nhưng đối phương muốn đích thân nói với chị. Đồng Giang cung kính trả lời, bây giờ hắn đã trực tiếp gọi lãnh băng băng là cục trường. Vụ nổ ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ. Lãnh băng băng lập tức coi trọng điều này. Lúc đầu nàng coi đó là sự kiện khủng bố tập kích, vì vậy cũng không nằm trong phụ trách của nàng. Nhưng sau này Mộc Hàm phát hiện sự việc chĩa vào Hạ Thiên, vì vậy để cho lãnh băng băng điều tra, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 920